Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 161. Long U Vũ triệt để tức giận, ở ngoài thân thể hắn, đột nhiên hiện lên vô số lớp vảy màu đen, lân giáp lấp lóe lấy u sâm quang mang, nhiếp nhân tâm phách. Đầu của hắn cũng một trận biến hóa, biến thành một cái đầu rồng, không còn duy trì nhân dạng. Vẻn vẹn biến hóa này, hắn khí thế trên người liền cường đại hơn hai lần. Hơn nữa cái này có vẻ như còn xa xa không phải hắn cực hạn. Xa xa nhìn tới, Long U Vũ tựa như một cái long nhân, một tay nắm lấy hắc long cổ kiếm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, trong con người hiện ra khát máu quang mang. Chân trời, U Ma nhìn qua cái kia đen nhánh hư vô, con người đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trên người càng là hiện nổi da gà lên. Không tốt, U Ma thanh âm có chút phát run. Sắc mặt càng là tái nhợt vô lực. Làm sao, Bạch Ma cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngắm nhìn cái kia đen nhánh hư vô hỏi. Trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác bất an, cho dù là hắn, đối mặt vạn tộc thiên tài bảng 20 vị trí đầu người, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, Tiêu Phàm lại có thể nhất định đánh bại Long U Vũ đây. Phải biết, Phàm là có thể tiến vào vạn tộc thiên tài bảng 20 người đứng đầu nhân vật. Chí ít cũng là từng chiếm được lịch đại vạn tộc thiên tài bảng hạng nhất nhân vật. Dạng người này, nhất định là có không ít lá bài tẩy. Tiêu Phàm là thế hệ này thiên tài không sai, có thể bàn về nội tình cùng át chủ bài, vậy liền chưa chắc là Long U Vũ đối thủ. Long U Vũ biến thân, hắn lực lượng, tốc độ cùng công kích, đều chí ít tăng lên gấp 2, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn càng ngày sẽ càng mạnh. U Ma Jun giọng nói. Hắn biết rõ Long U Vũ một chút nội tình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng, dù sao, hắn cùng Long U Vũ căn bản không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Hy vọng Tiêu Phàm có một ít ta không biết át chủ bài a. Bạch Ma thở thật dài. Long U Vũ vừa rồi tán phát khí thế liền đã 10 điểm đáng sợ, bây giờ lần nữa tăng lên gấp 2, cái kia cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể cho Tiêu Phàm cầu nguyện. Vô tận hư vô hắc ám bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy đối diện Long U Vũ biến thân, vẻn vẹn nhíu mày một cái, cũng không có mặt khác thần sắc biến hóa. Có thể bước ta tới mức này, người cũng chết có ý nghĩa. Long U Vũ ung dung mở miệng, nói xong, liền biến thành một vệt sáng chảy ra mà tới. Trong tay hắn hắc long cổ kiếm càng là chán phóng tuyệt thế sắc bén khí tức, một kiếm đem hư không chặt đứt, phách tuyệt thương vũ. Bang! Tiêu Phàm dùng tu la kiếm chống đối, nhưng đối phương thế tới hung mãnh, cả người hắn giống như đạn pháo bị đập bay, ngũ tạng lục phủ càng là cảm giác bị một ngôi sao đập trúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến đệ nhị trọng A, nhưng dù cho như thế, cũng ngăn cản không nổi đối phương cái kia bá đạo sức mạnh thân thể. Đây là cái gì cổ thuật, bá đạo như vậy? Vậy mà so ngũ trảo tử kim thần long biến còn mạnh hơn. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, hơi hơi cau mày nói. Hừ, không phải hắn cổ thuật mạnh, mà là ngươi cũng không phải là long tộc, thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến căn bản không có phát huy ra uy lực chân chính. Tử Như Huyết khó chịu lời nói ở trong đầu hắn vang lên. Có đúng không, Tiêu Phàm vẫn còn có chút hoài nghi, lấy hắn thiên phú. Bất kỳ cái gì công pháp hắn đều có thể tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tất nhiên cái này ngũ trảo tử kim thần long biến hắn có thể tu luyện, vậy cũng mới có thể tu luyện đến mạnh nhất mới đúng a. Ngũ trảo tử kim thần long biến, cần ngũ trảo tử kim thần long huyết mạch mới có thể hoàn toàn kích phát. Tử Như Huyết để lại một câu nói liền không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm cũng lười cùng hắn kiến thức. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới nương tựa theo ngũ trảo tử kim thần long biến đến chiến thắng Long U Vũ. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Long U Vũ lần nữa nhào tới, bất quá lần này Tiêu Phàm kịp chuẩn bị, vô tận chiến huyết toàn lực vận chuyển, đồng thời ngũ trảo tử kim thần long biến thi triển đệ tam trọng. Ngang bỗng nhiên, theo một tiếng long ngâm vang lên, Tiêu Phàm trực tiếp hóa thành một đầu trăm trượng ngũ trảo tử kim thần long, mặt mũi dữ tợn, bá khí vô song. Ngũ trảo tử kim thần long, Long U Vũ lên tiếng kinh hô, có trong nháy mắt chần chờ. Phải biết, ngũ trảo tử kim thần long sớm tại thời kỳ thượng cổ liền triệt để diệt tuyệt A, đây chính là được xưng là chí tôn long tộc tồn tại. Hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không rõ, vì sao cái này nhân tộc,
có thể biến thành ngũ trảo tử kim thần long, thật bất khả tư nghị. Cho dù hắn Long U Vũ là U Minh Thánh Long nhất tộc, ẩn chứa Thánh Long huyết mạch, thế nhưng không dám ở trước mặt ngũ trảo tử kim thần long phách lối. Không đúng, không có ngũ trảo tử kim thần long huyết mạch. Long U Vũ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngay sau đó lại lộ ra một chút khinh thường nói, nguyên lai là một loại cổ thuật. Nghĩ vậy, Long U Vũ trong lòng cố kỵ biến mất, tốc độ bỗng tăng tốc, một kiếm nổi giận chém mà ra. Bang bang, lần này, Tiêu Phàm móng vuốt cũng không chậm, cùng Long U Vũ hắc long cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận kim loại đụng âm vang thanh âm. Hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, hai đạo bóng người nhanh chóng giao phong, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng tại hư không xuyên loạn. Chờ ta đem ngươi năm căn móng vuốt chém xuống đến, nhìn ngươi còn có thể làm sao phách lối. Long U Vũ càng chiến càng hăng, hắn biến thân loại này cổ thuật, cũng là càng đánh càng cường đại. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn có thể vững vàng áp chế hắn, ở Long U Vũ trên người lưu lại không ít vết thương, cái kia lớp vảy màu đen đều bị bẻ vụn không ít. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hai người thực lực càng ngày càng tiếp cận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Làm một nén nhang về sau, Long U Vũ lại chiếm cứ thượng phong, chém xuống một kiếm Tiêu Phàm một cái móng vuốt, hắc long trên cổ kiếm chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng. Ngũ trảo tử kim thần long hét giận dữ một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, có thể Long U Vũ nhưng không nghĩ qua buông tha hắn, không ngừng tới gần, hắc long cổ kiếm ở Tiêu Phàm long khu bên trên lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm, máu tươi cuồng phún. Không chịu nổi một kích, Long U Vũ khinh thường cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi thịt từng khối cắt đi, nhưng ngươi minh bạch, tuyệt thế thiên kiêu không thể nhục. Dứt lời. Long U Vũ trong tay hắc long cổ kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí hô hô hét giận dữ, xẹt qua hư không, tựa như cắt đứt thời không đồng dạng, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm hóa thành ngũ trảo tử kim thần long cái kia trăm trượng thân thể, ở cái kia dài mấy trăm trượng kiếm khí trước mặt, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu là trễ chống đối, Tiêu Phàm nhục thân, tuyệt đối sẽ bị chém một cái làm hai. Tiêu Phàm âm thầm kinh tâm Long U Vũ thực lực cường hãn, phải biết, cho dù là U Ma, hắn thi triển nhục thân ngũ trảo tử kim thần Long biến lúc, hoàn toàn là trần chuồng nghiền ép a. Nhưng bây giờ đối mặt Long U Vũ, ngũ trảo tử kim thần Long vậy mà rơi hạ phong, cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn đều không thể không thừa nhận, Long U Vũ nhục thân cùng lực lượng, ở trong đại đế cảnh, tuyệt đối là đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, mấy trăm trượng kiếm cương gào thét mà đến, Tiêu Phàm trăm trượng long thân bỗng biến mất, thay vào đó là vô tận kim mang nở rộ, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Bang, đột nhiên một tiếng kim thạch giao kích nổ vang truyền ra, cái kia dài mấy trăm trượng kiếm cương bỗng không nhúc nhích, lại cũng khó có thể tới gần mảy may. Cái gì? Long U Vũ sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn phía dưới. Long U Vũ trợn to hai mắt, nhìn phía dưới hư không. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn một kiếm này, đừng nói là đại đế cảnh thân thể, chính là bình thường thánh giai pháp bảo, cũng không khả năng ngăn cản được. Một kiếm này rơi xuống, nhất định sẽ thế như trẻ che quét ngang mà qua. Nhưng hiện tại, hắn lại nhận được một cỗ cường đại trợ lực, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng không còn cách nào động đậy, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây. Long U Vũ nhìn chằm chằm phía dưới. Hô hấp về sau, cái kia tử kim sắc quang mang tán đi, chiếm lấy một vệt kim quang, Tiêu Phàm thân hình cũng lộ ra ngoài. Không, chuẩn xác mà nói, đó đã không phải là Tiêu Phàm, mà là một tôn kim Tu La. Tu La tộc, Long U Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, so vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển ngũ trảo tử kim thần Long biến còn muốn kinh ngạc. Thân làm thánh Long nhất tộc đời sau, Long U Vũ làm sao không biết Tu La nhất tộc đáng sợ đây? Bọn họ bộ tộc này, mặc dù là nhân tộc, nhưng lại hung uy to lớn, uy áp thái cổ thần giới đại bộ phận chủng tộc không thở nổi. Thậm chí, mặc dù Tu La tộc nhân khẩu không nhiều, nhưng rất nhiều chủng tộc tình nguyện đắc tội những cái kia đỉnh cấp đại tộc, cũng không nguyện ý đắc tội Tu La tộc. Không vì cái gì khác, bởi vì Tu La tộc chính là từ thái cổ đến nay, cơ hồ là một cái duy nhất không có bị diệt tuyệt qua chủng tộc. Lại đến, Tiêu Phàm tay phải cầm Tu La kiếm. Tay phải gắt gao nắm đạo kia kiếm cương, khóe miệng hơi hơi dương lên.
ngũ trảo tử kim thần long biến quả thật không tệ, nhưng là chân chính uy năng, so với tu la cửu biến vẫn là kém rất nhiều. Chính như Tử Như Huyết nói tới, hắn không có tử kim thần long nhất tộc huyết mạch chi lực, nhưng hắn có được vô tận chiến huyết, thôi động tu la cửu biến, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thi triển tu la đệ tứ biến uy năng, cũng đủ để chống lại Long U Vũ bá đạo một kiếm. Nếu là thi triển tu la đệ ngũ biến, Tiêu Phàm cũng không cách nào tưởng tượng, bản thân sẽ như thế nào biến thái cường đại. Ken két, nói xong, Tiêu Phàm tay trái hơi hơi dùng sức, Long U Vũ cái kia kiếm cương bỗng xuất hiện vô số khe hở, sau đó nổ tung lên, hóa thành năng lượng bàng bạc chấn động quét sạch bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, sau lưng kim sắc xương cánh dương ra, chậm rãi hướng về Long U Vũ tới gần. Long U Vũ ánh mắt lóe lên mấy lần, rất nhanh liền bình tĩnh lại, liếm môi một cái, nói, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem trong truyền thuyết tu la tộc, đến cùng có hay không tin đồn biến thái như vậy. Ngươi sẽ đích thân thể nghiệm đến. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hô, hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, bỗng nhiên phóng tới Long U Vũ. So với biến thân trước đó, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Long U Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia chớp vàng, Tiêu Phàm liền đã đến trước người hắn, hắn không chút do dự cầm kiếm chống đối. Phịch một tiếng nổ vang, Long U Vũ thân thể giống như lưu tinh bắn ra, hung hăng đập trên mặt đất, từng tòa sơn phong bị hắn vỡ nát. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ lệch vị trí, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành ửng hồng hết sức. Chạm, nhưng mà không chờ hắn thở dốc, Tiêu Phàm cũng đã tới đỉnh đầu của hắn, đồng dạng một đạo mấy trăm trượng kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Long U Vũ con người co rụt lại, một kiếm này, không chính là mình mới vừa công kích chiêu thức sao? Tiểu tử kia vậy mà chớp mắt liền học được, hơn nữa còn dùng để công kích bản thân. Nghĩ vậy, Long U Vũ không khỏi hít một hơi lạnh, hắn không chút do dự cầm kiếm đón đỡ. Cuồn cuộn thần lực từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, một đạo trăm dặm kiếm khí đem toàn bộ sơn mạch đều một phân thành hai, loạn thạch bay vụt, bụi bặm đầy trời. Ngoại giới, đám người nghe được tiếng nổ kia, mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nửa giờ, tiểu tử kia lại còn không chết, có thể ở trong tay Long U Vũ kiên trì nửa canh giờ, đã coi như là không tệ. Tiểu tử kia cũng đầy đủ tiếu ngạo vạn tộc. Các ngươi nói, tiểu tử kia lại là như thế nào kiểu chết? Ta nghĩ, Long U Vũ tuyệt đối sẽ đem hắn rút gân lột ra, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng a. Tí tí, vậy nhưng không chỉ hắn bản thân sẽ chết, còn có hắn những thuộc hạ kia, cũng đồng dạng đều phải chết. Đám người một trận nhìn có chút hả hê bộ dáng, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã coi là không tệ. Nhưng là, coi như hắn kiên trì lại thời gian dài lại như thế nào đây, Long U Vũ là không thể nào buông tha hắn. Kiếm Hồng Trần đúng không, đây chính là ngươi đắc tội ta hậu quả. Long Minh Vũ cười lạnh nhìn phía xa bạo loạn chân trời nói, ở ta đại ca trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là run rế. Bạch Ma cùng U Ma nhìn chăm chú chân trời, thần sắc hết sức ngưng trọng, ngay sau đó hai người nhìn nhau, liền nhìn về phía xa xa Long Minh Vũ. Chỉ một thoáng, hai người động, bọn họ giống như là quỷ mị biến mất. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, một đạo tức giận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là Long Minh Vũ bị U Ma bóp cổ, giống như con gà con một dạng nhấc lên. U Ma, ngươi làm gì? Long Minh Vũ gào thét, không ngừng giãy giụa. Ồn ào, U Ma lạnh rên một tiếng, đánh ra mấy đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn Long Minh Vũ tu vi, lập tức giống như sách như chó chết bị hắn nhấc trong tay. U Ma, thả ra nhị công tử. U Minh lục vệ tức giận thanh âm vang lên, bọn họ nhìn thấy U Ma đối Long Minh Vũ xuất thủ thời khắc, vội vàng đẩy lui Ma Long tử bọn họ đánh giết, nhào về phía nơi đây. Đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ muộn một bước, Long Minh Vũ đã rơi vào Bạch Ma cùng U Ma trong tay. Các ngươi tốt nhất đừng động. U Ma lạnh rên một tiếng, tay phải dùng sức, Long Minh Vũ tiếng kêu thảm thiết lớn hơn mấy phần. U Minh lục vệ nào dám bức bách U Ma, bọn họ rất rõ ràng U Ma làm người, chi tiết bọn họ dám động thủ nữa, hắn tất nhiên trước hết giết Long Minh Vũ lại nói. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, U Minh lục vệ lạnh lùng hướng về U Ma. U Ma không nói,
hắn cũng biết Long U Vũ sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn mới cùng Bạch Ma trước tiên bắt lấy Long Minh Vũ làm con tin. Dù sao, Long U Vũ thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng thứ 19 nhân vật, bọn họ cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm có thể chiến thắng Long U Vũ. Vạn nhất Tiêu Phàm có gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể nhặt về một cái mạng. Trong lúc nhất thời, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người cùng tâm thần tất cả đều rơi vào phiến kia bạo loạn hư vô, chờ đợi kết quả sau cùng. Bụi bặm chậm rãi tiêu tán, hư vô cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, chỉ chốc lát sau, bên trong tất cả đều lộ ra ngoài. Trên không trung, một cái hắc bào nam tử đứng chắp tay, áo bào đón gió gợi lên, khóe miệng của hắn còn tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng giờ phút này, hắn lại giống như vạn cổ thanh tùng đồng dạng đứng ở cái kia, không nhúc nhích, phảng phất trở thành vĩnh hằng. Một màn này, thời không đều rất giống yên tĩnh lại, khắp nơi càng lại yên tĩnh im ắng. Đó là, Tiêu Phàm, đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều người không thể tin nhìn xem đạo thân ảnh kia, rất nhiều người vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm cùng Long U Vũ chiến đấu, chỉ có Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả kia đã không cần nói cũng biết. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Tiêu Phàm thắng, tất cả mọi người lộ ra không thể tin, giống như mộng ảo. Nếu như nói trên đời này còn có kỳ tích xuất hiện, cái kia một màn trước mắt, chính là kỳ tích. Cho dù là quen thuộc nhất Tiêu Phàm Bạch Ma, cũng lộ ra kinh ngạc bộ dáng, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, hắn không coi trọng Tiêu Phàm, cho nên mới sẽ bắt Long Minh Vũ làm con tin, để phòng Long U Vũ trả thù. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thắng. Gia hỏa này, những năm này trưởng thành đã vượt xa tưởng tượng của ta a. Bạch Ma thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy phức tạp. Toàn trường yên lặng thật lâu, đám người trong phế tích tìm kiếm Long U Vũ thân hình, có thể Long U Vũ lại tựa như biến mất một dạng. Chẳng lẽ Long U Vũ bị Tiêu Phàm chém giết? Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm thực lực quá đáng sợ. Không, không có khả năng. Đại ca sẽ không thua. Long Minh Vũ gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn phách lối ỉ vào, không phải liền là Long U Vũ thực lực sao? Bây giờ Long U Vũ chết rồi, hắn lại còn có thể sống sót. Im miệng, Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng, U Ma kinh ngạc buông lỏng bàn tay lại bỗng nhiên kéo một cái. Long Minh Vũ cũng không còn cách nào phun ra một chữ, sắc mặt đỏ bừng như máu, gân xanh trên trán càng là bạo khởi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm trở thành toàn trường tiêu điểm. Để bọn hắn không hiểu là, Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trên không, hai tay vác sau lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn tới, lại là cái gì cũng không thấy. Ra đi, ta biết ngươi không chết. Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, xác thực đánh bất ngờ đả thương nặng Long U Vũ, còn xa xa không tới giết chết Long U Vũ cấp độ. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, nghĩ phải bị giết cũng khó khăn, ai lại không có một chút bảo toàn tánh mạng át chủ bài đây. Ong ong quả nhiên, hư không nhộn nhạo một đạo gợn sóng, dường như mở ra một đạo hư vô kết giới, ngay sau đó một cái hắc bào nam tử một cước đổ đi ra, trừ bỏ Long U Vũ còn có thể là ai đây. Bất quá thời khắc này Long U Vũ, lại không phía trước siêu nhiên phong thái, sắc mặt của hắn trắng bệch, trên cánh tay còn nhỏ xuống lấy từng tia máu tươi. Nếu như khoảng cách gần quan sát, còn có thể thấy rõ ràng, Long U Vũ toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm vừa rồi một đòn sáng tạo. Hắn mặc dù đổi một tiếng mới tinh áo bào, vẫn như trước khó nén sắc mặt hắn thất bại. Một trận chiến này, hắn xác thực bại. Dù là tránh thoát Tiêu Phàm tất sát nhất kích, nhưng hắn vẫn như cũ bị thương nặng, nếu như không phải cái kia cường đại thể phách chống đỡ lấy, có lẽ đã sớm ngã xuống. Thả Minh Vũ, Long U Vũ ung dung mở miệng, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Long U Vũ nơi nào còn dám khinh thường Tiêu Phàm, sớm đã đem Tiêu Phàm bày ra đến ngang nhau cấp độ. Long U Vũ, thời đại đã biến, Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói, trong giọng nói lộ ra vẻ ác liệt. Không cho phép phủ định, người rời khỏi lần này tổ Long bí cảnh tranh đoạt. Muốn hắn thả Long Minh Vũ, có thể, vậy ngươi Long U Vũ rời khỏi tổ Long bí cảnh tranh đoạt. Tiêu Phàm không phải thiện tâm tràn lan hạng người, Long Minh Vũ lại nhiều lần tìm hắn để gây sự,
như vậy tiểu nhân, hắn lúc đầu không có ý định buông tha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như không phải hắn có lòng u vũ tốt như vậy ca ca, đoán chừng đã sớm chết vô số lần. Đại ca, cứu ta. Long U Vũ thấy thế, lập tức bắt đầu lớn tiếng cầu cứu, tựa như sợ Long U Vũ không cứu hắn một dạng. Một màn này, cỡ nào tương tự, Uma mỉm cười, lần trước Long Minh Vũ cũng là dạng này, bức hắn Uma bị ép thần phục Tiêu Phàm. Long Minh Vũ chẳng những không cảm kích, ngược lại hướng dùng cái chết của hắn đến chọc giận Long U Vũ, thay hắn Long Minh Vũ báo thù. Bây giờ nghĩ lại, Long U Vũ mới phát hiện, chính mình lúc trước thiện tâm là biết bao buồn cười cùng thật đáng buồn. Đáng tiếc, Long U Vũ không phải hắn U Ma, hắn cũng không có đáp ứng, mà là nhíu mày một cái, nói, ngươi có thể giết hắn. Không, đại ca, ngươi không thể thấy chết không cứu. Long Minh Vũ sắc mặt đại biến, trở nên dị thường sợ hãi, sợ hãi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đại ca hắn, nhưng bây giờ, đại ca hắn không có lý hắn, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Ân, Tiêu Phàm cũng là hơi hơi nhíu lông mày, trong lòng thì là đối Long U Vũ lau mắt mà nhìn, đã từng nhất quan vương, tâm tính quả nhiên không phải bình thường cứng cỏi, căn bản không bị hắn uy hiếp. Nhưng là, lúc này, Long U Vũ mở miệng lần nữa, bình thản bên trong lộ ra một vòng sắc bén, hắn mà chết, ta cam đoan, người bên cạnh ngươi, không mấy cái có thể sống sót. Uy hiếp trắng trợn, thế nhưng là, Tiêu Phàm thật đúng là sợ Long U Vũ thực lực. Long U Vũ là người phương nào, hắn nếu trăm phương ngàn kế muốn lộng chết một người, trên đời này đại đế cảnh tu sĩ thật đúng là không mấy người có thể sống sót. Tiêu Phàm không sợ Long U Vũ, Bạch Ma có lẽ cũng có thể một trận chiến, có thể những người khác đâu. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thực trần chờ, hắn kỳ thật đã sớm đoán được Long U Vũ sẽ không đáp ứng hắn. Long U Vũ dùng tổ nguyên phong ấn bản thân, tại một thế này mới phá nguyên mà ra. Không phải là vì đời này cơ duyên sao? Hắn há lại sẽ bởi vì hắn Tiêu Phàm một câu, cùng Long Minh Vũ một cái mạng mà buông tha chứ? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Long U Vũ hất lên áo bào, mang theo U Minh lục vệ đám người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Công tử, hắn làm sao bây giờ? Giết, U Ma ngược lại là không có bị Long U Vũ lời nói hù đến. Vẫn như cũ đằng đằng sát khí hướng về Long Minh Vũ. Ha ha, giết ta. Các ngươi nếu là dám giết ta, đại ca tuyệt đối sẽ để các ngươi không được sống yên ổn. Long Minh Vũ ngược lại là rất nhanh từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, hắn đưa cho chính mình tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử. Hắn sợ chết, nhưng không phải người ngu, hiển nhiên cũng biết Long U Vũ cái kiệu uy hiếp ngữ, đã nổi tác dụng. Tạm thời lưu hắn một mạng, Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn chỉ là đánh bại Long U Vũ, có thể muốn giết chết Long U Vũ, là quá khó. Nếu là thật sự chọc giận Long U Vũ, tìm người đứng bên cạnh hắn trả thù, đó cũng không phải là Tiêu Phàm kết quả mong muốn. Ha ha, kiếm hồng trần, ngươi không dám giết ta rồi a hát. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ngươi muốn bắt ta làm con tin cũng được, nhưng muốn tham ăn tham uống chào hỏi ta. Long Minh Vũ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Rất có tiểu nhân đắc chí ý tứ. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Long Minh Vũ một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, U Ma, tất nhiên hắn muốn ngươi hảo hảo chào hỏi, vậy ngươi liền hảo hảo chào hỏi hắn. Là, công tử, U Ma chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tứ. Ngay sau đó hắn đi đến dương dương tự đắc Long Minh Vũ trước người, nhìn xem vênh váo tự đắc, không có một chút con tin giác ngộ Long Minh Vũ, U Ma trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Phù một tiếng, một đạo huyết kiếm bí mật mang theo mấy viên mang huyết răng ném đi mà lên, sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi dám, Long Minh Vũ tức giận gầm thét. Một điểm giác ngộ đều không có, đừng bẩn công tử con mắt. U Ma nhe răng cười một tiếng, sau đó đem Long Minh Vũ mất hết trong cơ thể của hắn thế giới bên trong, bắt đầu hảo hảo chào hỏi. Mà lúc này, xa xa mây đen vị trí, bỗng truyền đến từng đợt mãnh liệt dị động. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đó là, Ma Long Tử đám người ánh mắt cũng bị xa xa một màn hấp dẫn, có người càng là kinh hô mà ra. Chân trời, mây đen cuồn cuộn, bàn thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, mà chậm đã chậm hướng về bốn phía khuếch tán. Theo phạm vi khuếch tán,
vòng xoáy kia cũng càng lúc càng lớn, thiên địa nhấc lên từng đợt mãnh liệt gió lốc, tựa như muốn đem thiên địa phá hủy một dạng. Xa xa nhìn tới, tựa như một đầu to lớn hắc long cùng rong ruổi cửu thiên, treo ngược thiên địa, khí thế rộng rãi. Mây đen vòng xoáy phía dưới, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho, từng tòa minh mông sơn phong, ở cái kia cỗ hấp lực phía dưới, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Vô số thảo thạch, cổ mộc lại cũng chịu không được cỗ kia hấp lực thôn vệ, nhào nhào dương lên, hút vào vòng xoáy bên trong. Chỉ một lát sau, mây đen vòng xoáy liền mở rộng đến phạm vi mấy ngàn dặm, dường như tận thế sắp đến. Cũng đúng lúc này, những cái kia ẩn núp giữa rừng núi, đột nhiên phi ra lần lượt từng bóng người, tất cả đều hướng về tứ phương nhanh chóng lùi về phía sau. Vậy mà đến nhiều người như vậy, Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn những cái kia chạy trốn tu sĩ, trước đó không có tử tế quan sát, hắn còn tưởng rằng liền bọn hắn cái này số ít người chạy tới nơi đây đây. Không nghĩ tới sớm đã có hàng ngàn hàng vạn long tộc tiềm phục tại nơi này, bất quá hồi tưởng một chút cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là tổ long bí cảnh A, nếu là lấy được tổ long mạch chi linh, tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh, bay lượn cửu tiêu phía trên. Tiêu Phàm mắt sắc, hắn còn chứng kiến một chút người quen, thần long tử, băng hoàng nữ, huyết phượng tử bọn hắn cũng đều ở trong đó, hiển nhiên, bọn họ nếu không phải là bản thân tranh đoạt tổ long mạch chi linh mà đến. Nếu không phải là người khác mời tới giúp đỡ. Những người này, chỉ là một bộ phận mà thôi. Ma Long Tử đắng chát cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lại giải thích nói, tổ long bí cảnh, có được rất nhiều người cửa, long chi mộ bên trong lối vào chỉ là một cái trong số đó. Bất quá, một khi tiến vào tổ long bí cảnh bên trong, đến lúc đó đều sẽ tiến vào cùng một cái thông đạo, đến tổ long bí cảnh cùng một nơi. Cho nên không thể thiếu một phen phân tranh. Đâu chỉ phân tranh, muốn có được tổ long mạch chi linh, đoán chừng phải đầu rơi máu chảy. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, một cái long u vũ cũng đã đầy đủ để bọn hắn chém giết. Nếu là đến lúc đó lại đến mấy cái nhất quan vương, thậm chí hai quan vương, vậy bọn hắn muốn có được tổ long mạch chi linh cơ hội khả năng mịt mù nhỏ rất nhiều. Dù sao, tổ long mạch chi linh chỉ có ba đầu. Ma Long Tử nắm đấm nắm chặt. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết, hiển nhiên, hắn đã làm xong toàn lực bính sát chuẩn bị. Tiêu Phàm rất muốn nói cho Ma Long Tử, đối với tổ long mạch chi linh không muốn ôm hy vọng quá lớn, dù sao, đám người bọn họ thực lực, cũng không phải là đứng đầu nhất. Chính là Ma Long Tử bản thân, đoán chừng khi tiến vào tổ long bí cảnh người trong, cũng căn bản không có chỗ xếp hạng. Hiện tại tranh phong không hề chỉ là cái này một thế hệ, mà là vạn cổ lịch đại người. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua, vô luận Ma Long Tử có thể hay không lấy được tổ long mạch chi linh, hắn đều chỉ là một cái bang tay, hắn kết thúc năng lực của mình là xong. Mây đen như trụ, bên trên đạt cửu tiêu, phía dưới chống đỡ cửu u, bản lĩnh hết sức cao cường, cuồn cuộn hết sức. Thiên địa phát ra từng đợt oanh long thanh âm, giống như long ngâm, chấn người màng nhĩ phát run, linh hồn một trận choáng váng. Thời khắc này mây đen vòng xoáy đã đạt đến trong vòng nghìn dặm to lớn, thành là giữa thiên địa độc nhất vô nhị hùng vĩ cảnh, để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. Ong ong đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang từ cái kia mây đen vòng xoáy ngay trung tâm bắn ra, treo trách thiên địa, đem tất cả mây đen ngăn tại bên ngoài. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một đầu đường nối màu vàng đồng dạng, thông hướng một vị trí khác thế giới. Kiếm huynh, lập tức bắt đầu, Ma Long Tử thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hào quang màu vàng óng kia, chính là tiến vào tổ long bí cảnh thông đạo, cũng là một loại đặc thù truyền tống trận, chúng ta chỉ cần toàn lực tiến vào bên trong liền có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn qua cái kia đường nối màu vàng, trong lòng có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đúng rồi, muốn đi vào tổ long bí cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân, đến tổ long bí cảnh bên trong, thể nội thế giới sẽ bị ngăn cách. Ma Long Tử lại nhắc nhở một lần. Điểm này Ma Long Tử lần trước liền cùng Tiêu Phàm bọn họ nói qua, sợ Tiêu Phàm quên, hắn lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngược lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt ung dung nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử bọn họ, còn có cái gì phải chuẩn bị, mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Tốt rồi, đám người cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng đều đã không kịp chờ đợi tiến vào tổ long bí cảnh, nên làm chuẩn bị cũng đã sớm làm xong. Nghe vậy,
Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, loại tình huống này, người khác có lẽ không cách nào thích ứng, nhưng Tiêu Phàm sớm đã thành thói quen. Trên cổ hắn mang một khối cổ quái ngọc bội, chính là hắn chuyên môn điêu khắc một kiện nửa mở thức không gian pháp bảo, bên trong đồ vật tùy thời đều có thể lấy ra. Đi, lúc này, Ma Long Tử đột nhiên một tiếng quát nhẹ, cả người dẫn đầu đạp không mà lên. Bên người hắn thái cổ Ma Long tộc tu sĩ cũng không chút do dự đi theo, chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ Ma Long Tử an nguy, tận lực để Ma Long Tử lấy được cái gọi là tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm ngược lại không vội vã khởi hành, tuy nói đáp ứng Ma Long Tử, cố gắng thay hắn tranh đoạt tổ long mạch chi linh, nhưng hắn cũng không tất yếu đi theo Ma Long Tử cùng một chỗ. Dù sao, cho dù tiến nhập tổ long bí cảnh, muốn tìm được tổ long mạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. À, từng đợt tiếng kêu thảm thiết cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy từng đạo bóng người bị hắc nham vòng xoáy lực lượng rảo sát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một màn này, nhìn rất nhiều người tê cả da đầu, bọn họ thế mới biết, tổ long bí cảnh cũng không phải là tốt như vậy vào. Cái này mây đen vòng xoáy, chính là một cái khảo nghiệm, có thể hay không tiến vào tổ long bí cảnh, chỉ có thông qua cái này mây đen vòng xoáy, mới có tư cách. Vạn dặm khoảng cách, đối với đại đế cảnh mà nói cũng không phải là mọc thêm, nhưng tại mây đen vòng xoáy gió lốc quấy nhiễu phía dưới, 10 cái tu sĩ, có thể có 5 cái đến, liền đã coi là không tệ. Còn không có tiến vào tổ long bí cảnh, thì có 1/2 tỷ lệ đào thải, đây cũng là không phải bình thường đáng sợ. Rất nhiều người tự biết không có thực lực, nửa đường mà trở lại, tất nhiên liền tổ long bí cảnh còn không thể nào vào được, vậy cũng không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Chúng ta cũng đi, sau nửa ngày, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, lấy ra Ma Long Tử cho lệnh bài của hắn đạp không mà lên. Mới vừa tiến vào mây đen vòng xoáy phía dưới, mấy người liền cảm nhận được một loại hơi hơi cảm giác đau nhói, đây là một loại vô hình phong nhận thiết cát lấy ra của bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở một câu, mặc dù hắn tin tưởng, bản thân một chuyến là khẳng định có đủ thực lực đi vào. Cho dù là yếu nhất cung tử long, tại đồng bậc bên trong cũng coi là tiểu thiên tài, lại càng không cần phải nói những người khác. Đám người gật gật đầu, không dám khinh thường mây đen vòng xoáy run giọng phong nhận. Chỉ là càng thâm nhập, loại kia cảm giác đau nhói lại càng mãnh liệt, ngẫu nhiên không cẩn thận, sẽ còn bị phong nhận ngăn cách làn da, bay vụt ra từng sợi máu tươi. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ma Long Tử lệnh bài cũng không thế nào tốt dùng. Tiếp tục như vậy, coi như có thể tiến vào tổ long bí cảnh, đám người cũng sẽ sức cùng lực kiệt a, dù sao, khoảng cách 1 vạn giảm, đối với bọn hắn giờ phút này mà nói, không tính gần. Tiểu tử, ta mang các ngươi đi vào trước. Đột nhiên, Tiêu Phàm não hải, truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Tốt, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy từng đạo tử sắc sương mù bao vây lấy hắn. Dưới chân hắn, càng là ngưng tụ thành một đầu vân long, chỉ một thoáng, loại kia phong nhận thiết khát cảm giác trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại bạch ma đám người, để bọn hắn nhích lại gần mình. Đây là, bạch ma đám người dị thường kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vẫn còn có năng lực như vậy, liền tổ long bí cảnh cửa vào phong nhận đều không làm gì được hắn. Tiêu Phàm trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ, hắn biết rõ tử như huyết bất phàm, thật không nghĩ đến, lão gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Nghĩ vậy tổ long bí cảnh bên trong có tử như huyết khôi phục thân thể phương pháp, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác mình dùng 2 bộ công pháp để đổi, có phải hay không thua thiệt lớn. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm dưới chân sương mù tím vân long nhanh chóng bay lên mà lên, lấy tốc độ đáng sợ phóng tới đạo kia kim sắc quang trụ. Giờ phút này, Ma Long Tử bọn họ đã cách cái kia kim sắc quang trụ chỉ có khoảng 10 dặm khoảng cách, nhưng trên người bọn họ đều dị thường chật vật, máu me đầm đìa. Bọn họ có thể nhanh chóng đến nơi này, hiển nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ. Mọi người nhanh một chút, Long U Vũ đã tiến vào. Ma Long Tử quát khẽ nói, nếu là một mình hắn vượt ải, đã sớm thuận lợi thông qua được. Nhưng hắn còn phải mang theo bản thân một đám cấp dưới, vì bảo vệ bọn hắn. Ma Long Tử đem mình đều khiến cho rất chật vật. Bất quá nghĩ đến tổ long mạch chi linh, trong lòng của hắn liền thư thái không ít, mang theo nhiều người như vậy đi vào, đối cướp đoạt tổ long mạch chi linh, khẳng định có rất lớn ưu thế. Long Tử,
cái kia kiếm hồng trần thực lực siêu phàm, vì sao bọn họ chậm như vậy đây? Hắn sẽ không cố ý kéo Long Tử lùi về a? Ma Long Tử một cái thuộc hạ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia giận dữ. Ma Long Tử nghe vậy, nhíu mày, hắn vừa mới quay đầu nhìn mấy lần, khi bọn hắn xâm nhập 8.000 dặm thời điểm, Tiêu Phàm bọn họ còn không có xuất phát. Mà những người khác, đã sớm bắt đầu không muốn mạng xông hướng đường nối màu vàng, chẳng lẽ hắn thực nghĩ kéo bản thân lùi về. Ma Long Tử, muốn hay không hơi các ngươi đoạn đường. Ý nghĩ chưa rơi, một đạo quen thuộc thanh âm ở Ma Long Tử bên tai vang lên, hắn bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hắn một đám cấp dưới càng là trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy Tiêu Phàm mấy người bọn họ đáp lấy một đầu sương mù tím vân long, đứng ở hắn môn cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Làm sao có thể, bọn họ vừa mới không phải còn không có xuất phát sao, làm sao liền nhanh như vậy đến nơi này. Hơn nữa, bọn họ mỗi người liền lớn không kịp thở một ngụm, này chỗ nào giống như là đang sông nhốt dáng vẻ, hoàn toàn là đang du sơn ngoạn thủy a. Nhìn phía xa đường nối màu vàng. Ma Long Tử hiện lên vẻ khổ sở, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nói, không cần, dù sao cũng không phải rất xa, vừa vặn tính là đối với chúng ta khảo nghiệm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Ma Long Tử trong lòng lại là giận mắng không thôi, ngươi nha, tất nhiên ngươi có thể không nhìn những cái này phong nhận, vì sao trước đó không mang tới chúng ta. Làm hại chúng ta liều sống liều chết, hao tốn cái này lớn đại giới mới xông đến nơi này. Cuối cùng. Vẫn là Ma Long Tử lòng tự trọng chiếm cứ thượng phong, hắn cũng không muốn bởi vì cuối cùng cái này khoảng cách 10 dặm, để cho mình thiếu Tiêu Phàm một cái nhân tình. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước một bước, tổ long bí cảnh gặp. Tiêu Phàm gật gật đầu, thúc giục sương mù tím ngọc long nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cái kia đường nối màu vàng bên trong, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ma Long Tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bên cạnh hắn một cái cấp dưới thận trọng thử hỏi nói, Long Tử, người thật muốn để các huynh đệ chịu đựng khảo nghiệm. Lan, Ma Long Tử tức giận giận mắng một tiếng, tâm tình trong nháy mắt cảm giác không mỹ hảo. Ta hắn nha ở đâu là nghĩ chịu đựng cái này khảo nghiệm, nhưng ta thân làm đường đường Long Tử, cũng không thể xuống đài không được a. Ma Long Tử khóc không ra nước mắt. Mà lúc này... Tiêu Phàm bọn họ đã tiến nhập một mảnh cực kỳ huyền diệu thế giới mới lạ, mấy người xuất hiện địa phương, là một mảnh mờ mịt lượn quanh cổ lâm. Trong rừng thảm thực vật tùm, cây cỏ mọc rậm rạp, từng sợi ánh sáng mờ tối từ phía chân trời bắn ra, tung xuống rộn rộn ràng ràng điểm sáng. Mặt đất hàng năm không có bị ánh mặt trời chiếu, lờ mờ ẩm ướt, nhưng là cổ quái là, cũng không có mục nát mi lạn khí tức, không khí ngược lại rõ ràng thanh nhã, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Cái kia dịch thấu trong suốt lục sắc phiến lá, ở cái kia rộn ràng ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra linh lung thúy non, giống như ngọc lục bảo điêu khắc thành. Từng đầu côn trùng leo lên ở bên trên, gặm ăn trong suốt lá xanh, phát ra trận trận xào xạc thanh âm. Từng con côn trùng giữa khu rừng bay múa, xuyên toa, ngẫu nhiên có một đạo hắc ảnh từ cổ lâm trên không lướt qua, khiến cho toàn bộ cổ lâm trở nên lờ mờ hết sức. Nhưng mà... Tiêu Phàm bọn họ cũng không có hứng thú thưởng thức cảnh sắc trước mắt, ngược lại vẻ mặt đờ đẫn ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây không phải là bình thường nhất côn trùng sao, làm sao lớn như vậy? Ngọc Kỳ Tử lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Chúng ta nhỏ đi, Bạch Ma cũng khó kinh ngạc, kiến thức của hắn cực kỳ bất phàm, có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc đồ vật, đã rất ít đi. Nhưng cảnh sắc trước mắt dung không được hắn không kinh ngạc, thông thường côn trùng vậy mà so với bọn hắn còn muốn lớn hơn, tùy tiện một cái côn trùng, đối với bọn hắn mà nói cũng là giống như dã thú tồn tại. Tiêu Phàm cũng cau mày, hắn chỉ biết là xuyên qua cái kia đường nối màu vàng liền đến nơi này, thân thể cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, nhưng thân thể là như thế nào thu nhỏ đây? Không phải chúng ta nhỏ đi, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hỏi thăm Tử Như Huyết thời khắc. Uma đột nhiên mở miệng, chỉ thấy hắn đắng chát cười nói, mà là tổ long bí cảnh thế giới bên trong sinh linh quá lớn, vô luận là hoa cỏ, vẫn là chim thú, đều rất lớn, to đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đối với chúng ta có thể hay không có ảnh hưởng gì? Tiêu Phàm hỏi, hắn nghĩ thí nghiệm một chút thực lực,
có thể lại sợ kinh động đến cái này thế giới xa lạ nhân vật đáng sợ. U Ma gật đầu một cái, trịnh trọng nói, trước kia ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có đi vào, ở chỗ này, thực lực của chúng ta không có biến hóa quá lớn, có thể phá hỏng lực lại nhỏ rất nhiều. Dứt lời, U Ma nhẹ nhàng một chưởng chém về phía bên cạnh một cây đại thụ, có thể đại thụ vẻn vẹn chấn động một cái, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, Thanh Long Vân bọn họ kinh ngạc hết sức, vừa mới U Ma thi triển thực lực nói thế nào cũng có cổ thần cảnh lực lượng a, có thể cổ thần cảnh lực lượng, vậy mà không đủ để chém ngã một cây đại thụ. Cái này rất bình thường, nếu như nói thực lực của chúng ta cùng voi tương đương, có thể tùy tiện giết chết một con kiến, nhưng bây giờ, chúng ta toàn bộ đều biến thành con kiến, muốn giết chết một con kiến sẽ rất khó. U Ma giải thích nói, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Cho nên cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát, thẳng đến tiến vào nơi này, U Ma mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chiếu ngươi nói như vậy, thực lực của chúng ta, chưa chắc có thể làm gì được những côn trùng kia. Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, nếu như là mặt khác thần thú đây. Liền thông thường côn trùng cũng không là đối thủ, nếu như gặp gỡ mặt khác thần thú, bọn họ chẳng phải là chỉ có chờ chết phần. Ta cũng không biết, U Ma cười khổ lắc đầu. Nghiêm nghị nói, bất quá, cẩn thận tổng không sai. Tiêu Phàm đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, cái thế giới này quá quỷ dị, dung không được bọn họ không cẩn thận. Dưới chân bọn hắn, là một mảnh to lớn đằng diệp, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, thân hình của bọn hắn tựa như thả nhỏ một chút gấp trăm lần. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là Cung Tử Long đột nhiên đạp không mà lên, sau đó trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống đi. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, cũng may rất nhanh liền nghe được Cung Tử Long lời nói. Công tử, ta không thể ngự không phi hành. Cung Tử Long thanh âm từ mặt đất truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh khủng cái gì. Bạch Ma bọn họ tất cả đều biến sắc. Ngọc Kỳ Tử càng là không tin tà, dậm chân rời đi dưới chân đằng diệp, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng xuống đất rơi đập đi. Cũng may nhục thể của bọn hắn dù sao cũng là đại đế cảnh, cho dù uy lực không bằng đỉnh phong, cũng không khả năng ngã chết. Cái này bình thường phiền toái. Bạch Ma hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm mấy người cũng là thần sắc hết sức, người nhìn qua nhỏ đi ngược lại không quan trọng, chỉ cần thực lực còn ở, cái kia liền không có gì đáng sợ. Nhưng nếu như người không thể phi hành, vậy khi nào mới có thể tìm được cái kia tổ long mạch chi linh a? Kháo tẩu sao? Đừng nói giỡn, cái địa phương quỷ quái này, người đi mấy trăm năm cũng khẳng định đi không xong. Tử Như Huyết, nơi này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ma Long Tử trước đó thế nhưng là đem tổ long bí cảnh sự tình sơ lược nói với hắn một lần, mà bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện những kinh nghiệm kia hoàn toàn không dùng đến. Hơn nữa, U Ma cũng ít nhiều nghe nói qua một chút tổ long bí cảnh sự tình, thế nhưng mù tịt không biết, hắn đành phải hỏi thăm Tử Như Huyết. Tử Như Huyết hướng về phía tổ long bí cảnh hẳn là càng thêm quen thuộc. Các ngươi vừa lúc đụng phải tổ long bí cảnh vạn năm khó gặp phong linh kỳ. Tử Như Huyết thở dài nói. Phong linh kỳ, Tiêu Phàm không hiểu, cái gì phong linh kỳ, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Tử Như Huyết do dự một hồi, vẫn là giải thích nói, phong linh kỳ bên trong thiên địa tất cả linh khí tất cả đều bị phong ấn, bao quát thần linh chi khí, đồng dạng. Các ngươi thể nội thần lực và linh hồn chi lực cũng vô pháp thi triển, tự nhiên cũng liền không cách nào phi hành. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ một hồi, quả nhiên như Tử Như Huyết nói tới, trong thiên địa thần linh chi khí mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, có thể nghĩ muốn điều động, cũng rất gian nan. Đồng dạng, trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng động lại đồng dạng, hắn toàn lực mà làm, vậy mà cũng vẻn vẹn có thể điều động một tia một sợi. Lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được thiên địa có một loại lực lượng kỳ lạ tác dụng ở trên người hắn, loại lực lượng kia 10 điểm bá đạo, bọn họ những cái này đại đế cảnh, căn bản liền không phản kháng được. Nếu như quả thực là muốn để hắn tìm một câu hình dung cái loại cảm giác này, kia liền là thiên uy không lường được. Hắn vận dụng trên người lực lượng đối kháng cỗ kia bá đạo lực lượng, lại có loại đối kháng thiên uy cảm giác, cái này khiến Tiêu Phàm thầm kinh hãi. Nói cách khác, ở phong linh kỳ bên trong, chúng ta đều chỉ có thể phát huy nhục thân lực lượng. Tiêu Phàm cau mày, nếu thật là dạng này, nếu là gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, cái kia cơ bản không có năng lực hoàn thủ. Xem như thế đi,
Tử Như Huyết công nhận Tiêu Phàm mà nói, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi có thể cho rằng như vậy, các ngươi nhìn thấy những sinh linh này, thực lực cũng là phóng đại vạn lần, cũng thì tương đương với thực lực của các ngươi cũng rút nhỏ gấp vạn lần. Gấp vạn lần, Tiêu Phàm kém chút hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi a, nhưng bây giờ, tối đa cũng thì tương đương với phát huy ra thần vương cảnh đỉnh phong uy lực mà thôi. Đừng nói gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, chính là gặp gỡ đại đế cảnh, cũng đủ bọn họ uống một bầu a. Không đúng, ta rõ ràng cảm giác thực lực của mình không có bất kỳ biến hóa nào a. Tiêu Phàm lại có chút buồn bực nói. Ngươi thực lực không có biến hóa, có thể cái thế giới này quy tắc cùng thái cổ thần giới khác biệt, ở chỗ này, ai cũng phải tuân thủ quy định này. Tử Như Huyết cũng là bất đắc dĩ nói. Vậy cái này phong linh kỳ bao lâu? Tiêu Phàm chỉ hy vọng phong này linh kỳ nhanh lên một chút đi. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 30-50 năm. Tử Như Huyết suy nghĩ một chút nói. Lâu như vậy, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thái cổ thần giới cũng khác biệt. Nơi này một năm, thái cổ thần giới đại khái đi qua 10 năm. Tử Như Huyết lại nói. Cái gì, Tiêu Phàm kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, trong lòng thầm mắng không thôi, sớm biết không nên đáp ứng Ma Long Tử. Cái kia tổ long chi khí cũng không phải là như vậy dễ được. Kỳ thật a, ta cảm thấy đối với các ngươi cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, ở chỗ này, nhục thể của các ngươi cùng linh hồn tương đương với bị cực hạn nghiền ép, có thể không ngừng đột phá. Liền tựa như ngươi, hiện tại ngươi nhục thân cũng thì tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong, có thể ngươi nếu ở trong này đột phá đại đế cảnh nhục thân, đến lúc đó lại đi ra đây. Tử Như Huyết lại an ủi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong lòng lại là tính toán rất nhanh lên. Nếu là nhục thân của mình có thể ở trong này đột phá đến đại đế cảnh, đây chẳng phải là ngoại giới tương đương với thánh đế cảnh. Cho dù là thi triển tu la cửu biến đệ ngũ biến, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó hắn thử nghiệm thôn phệ cửu u chi khí, nhưng hắn kinh ngạc là, thân thể của hắn vậy mà tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Tốc độ cắn nuốt nhanh vô cùng. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm thể nội liền nhiều hơn không ít khí số, chỉ là thần lực vẫn như cũ không cách nào điều động. Cũng may ta chuẩn bị một chút cửu u chi khí ở cái này thần điêu. Tiêu Phàm nắm trên cổ ngọc bội, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Công tử, người cười cái gì? U Ma nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng đường cong, không khỏi hỏi. Không có gì, đi thôi. Tiêu Phàm cười cười. Sau đó thả người nhảy lên, hướng về phía dưới nhảy xuống, hắn dù sao cũng là tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong nhục thân, ngã nhất định là quăng không chết. Bạch Ma, U Ma đám người vội vàng đuổi theo đi, nhao nhao nhảy xuống đằng diệp. Sau đó Tiêu Phàm đem Tử Như Huyết nói cho hắn biết lời nói cùng đám người đơn giản giảng thuật một lần, trên mặt mọi người lộ ra vẻ cổ quái, vừa mới Tiêu Phàm không phải là hoàn toàn không biết gì cả sao, làm sao hiện tại liền cái gì cũng biết. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, mỗi người đều có bí mật của mình. Mấy người một đường đi ngang qua cổ lâm, hai bên tiểu thảo đều có bọn họ mấy lần độ cao, cái này khiến đám người phiền muộn hết sức, lại càng không cần phải nói cái kia đại thụ che trời. Tiểu tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ai biết lúc nào mới có thể đi được ra vùng rừng rậm này. Bạch Ma ngừng thân hình, ánh mắt lập lòe. Đám người cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đi tiếp như vậy, toàn bộ rừng rậm đều phải tốn phí thời gian rất dài, lại càng không cần phải nói đem tổ long bí cảnh đi dạo hết. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói các ngươi nói, chúng ta không cách nào phi hành, nhưng những cái kia lúc đầu có thể phi hành côn trùng đây. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt sáng lên, Ngọc Kỳ Tử càng là vỗ đùi, nói công tử nói không sai, chúng ta có thể tìm có thể phi hành côn trùng dẫn đường A. Dù sao cũng so chúng ta muốn nhanh không ít. Sàn sạt vừa dứt lời, phía trước trong rừng, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Sàn sạt thanh âm kia càng ngày càng vang, có thể Tiêu Phàm bọn họ căn bản liền không nhìn thấy đối diện thân ảnh, thật sự là nơi này rừng quá rậm rạp, hoàn toàn che khuất tầm mắt của mọi người. Mà quỷ dị chính là... Linh hồn chi lực ở trong này cũng căn bản không có tác dụng, hoặc có lẽ là, mặc dù có tác dụng, cũng chỉ có thể cảm ứng được phương viên mấy trượng khoảng cách.
nhưng ngắn như vậy khoảng cách, còn không bằng dùng mắt thường đến quan sát đây. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được, chuẩn bị tiến đến điều tra một phen. Công tử, ta đi nhìn xem. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị khởi hành, Ngọc Kỳ Tử vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm, hắn dẫn đầu hướng về phía kia rậm rạp rừng cây đi tới. Tiêu Phàm cho đám người một ánh mắt, đi theo Ngọc Kỳ Tử sau lưng, nơi này quá quỷ dị, nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể yên ổn vượt qua nguy hiểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm mới vừa đi ra mấy bước, một bóng người liền ngã bay mà quay về, trọng trọng nện ở Tiêu Phàm dưới chân của bọn hắn. Tiêu Phàm mấy người khiếp sợ nhìn mình dưới chân, cái kia đánh bay thanh âm lại chính là Ngọc Kỳ Tử, trên người hắn còn có cái này mấy đạo vết máu. Công tử, thật, thật nhiều con kiến. Ngọc Kỳ Tử nuốt nước miếng một cái, trên mặt còn lộ ra lo lắng sợ hãi. Ngọc Kỳ Tử dù sao cũng là thiên tài a, dù là đặt ở chư thiên vạn giới, cũng coi là tâm tính thật tốt, có thể giờ phút này, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì con kiến, lại có thể nhường hắn như thế biến sắc đây? Nếu là bình thường, ai sẽ quan tâm một đám con kiến a, cho dù là người bình thường, cũng cực kỳ khinh thường a. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm quả quyết ra lệnh, một đám có thể đem Ngọc Kỳ Tử tung bay con kiến, há lại sẽ đơn giản. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới chạy ra mấy bước, liền có mười mấy đạo thân ảnh giống như lợi kiếm một dạng xuyên qua bụi cỏ nhanh chóng tốt lấy bọn hắn đuổi theo, trong không khí truyền ra một trận ông ông tiếng xé gió. Thật nhanh, Tiêu Phàm bọn họ âm thầm kinh hãi. Bất quá, bọn hắn thực lực dĩ nhiên bị rút nhỏ vạn lần, thần lực và linh hồn chi lực cũng vô pháp sử dụng, vẫn như trước còn có được thần vương cảnh nhục thân cùng tốc độ phản ứng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bọn họ liền bỏ rơi đại bộ phận con kiến, chỉ có linh hiếm mấy con đuổi theo. Không cần chạy, Tiêu Phàm ngừng thân hình, thở không ra hơi, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Mấy người ngừng thân hình, trong lòng khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, lại bị một đám con kiến đuổi theo chạy, nói ra đoán chừng thật không ai có thể tin được. Sàn sạt lúc này, bọn họ hậu phương lại truyền tới mấy đạo vuốt ve thanh âm, Tiêu Phàm bọn họ nhìn nhau, trên mặt mỉm cười. Mấy con kiến lại dám đuổi theo, muốn chết, Ngọc Kỳ Tử giận tím mặt, không chút do dự liền xông tới. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, hắn đường đường kỳ lân tộc thiên tài, lại bị một đám con kiến cắn bị thương, nếu như bị mặt khác kỳ lân tộc người biết rõ, hắn cũng không cần lăn lộn. Con kiến cắn không chết voi ta là tin tưởng, thật không nghĩ đến, con kiến liền kỳ lân cũng dám cắn. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười một tiếng. Bạch Ma mấy người cũng không chút kiêng kỵ cười ha hả, cũng coi là điều tiết một lần không khí khẩn trương. Nhanh, đuổi theo, đừng để những cái kia con kiến chạy. U Ma trước tiên kịp phản ứng, cũng theo cái kia phương hướng của thanh âm đuổi theo. Tiêu Phàm đám người cùng nhau mà động, những cái này con kiến mặc dù không mạnh bằng bọn họ, nhưng nói thế nào cũng có thể tiết kiệm một ít thể lực. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ, Tiêu Phàm mấy người rốt cục thấy được cái kia con kiến hình dáng, đó là tầm 10 con kim sắc con kiến, thân thể to lớn không thể so Tiêu Phàm bọn họ tiểu. 6 cái đao túc, càng là giống như 6 chuôi hoàng kim đao, khó trách Ngọc Kỳ Tử đều bị bọn họ kích bay, hơn nữa còn phá mở nhục thân phòng ngự. Tiêu Phàm bọn họ đến thời điểm, Ngọc Kỳ Tử chính cưỡi ở một cái hoàng kim con kiến trên lưng, vẻ mặt hào khí mây làm dáng vẻ, nãi nãi. Dám đả thương ta. Nhìn ta không đem các ngươi đánh ngã. Tiêu Phàm đám người làm sao không biết Ngọc Kỳ Tử là đang vì mình vãn hồi một điểm mặt mũi đây. Bọn họ chỉ là cười cười không nói lời nào. Công tử, chuyện hôm nay, các ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Ngọc Kỳ Tử cầu xin vẻ mặt nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Ha ha, đám người lại cũng nhịn không được cười lên. Trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng lại Ngọc Kỳ Tử bị oanh bay một màn kia. Yên tâm. Ta cam đoan không nói ra, bọn họ cũng không biết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người cưỡi tại một cái hoàng kim con kiến trên người, hài lòng cười nói ân, cũng không tệ lắm. Bạch Ma bọn họ tự nhiên cũng không do dự, này tòa kỵ không cần thì phí, mặc cho những cái kia con kiến giãy giụa như thế nào, cũng không làm gì được bọn họ mảy may. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta, mang bọn ta ly khai cái này phiến rừng, nếu không... Đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Phàm vỗ vỗ cái kia con kiến đầu, dùng giọng ra lệnh nói. Cái kia con kiến chi chi gọi mấy tiếng,
tựa như cùng lợi kiếm xuyên qua bụi cỏ, nhanh chóng chạy như điên. 10 cái con kiến xuyên thành một loạt, trong đó 7 con kiến mang theo Tiêu Phàm bọn họ một đường lao nhanh, mặt khác 3 cái con kiến theo sát phía sau, tốc độ lại là xa không phải Tiêu Phàm bọn họ có thể so sánh. Dạng này liền thoải mái hơn, Bạch Ma thoải mái cười nói, Ngọc Kỳ Tử mấy người cũng khó nén nụ cười trên mặt. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, tâm thần chìm vào không gian ý thức, cái thế giới này lớn như vậy. Vậy phải như thế nào mới có thể tìm được tổ long mạch chi linh đây? Coi như tìm được, muốn cùng ma long tử tụ hợp cũng không phải bình thường phiền phức a. Tổ long mạch bình thường đều là rơi vào trạng thái ngủ say, ngoại tộc chi nhân rất khó cảm nhận được, bất quá. Tử Như Huyết lộ ra vẻ hiểu rõ, long tộc đời hai huyết mạch có thể cảm ứng đến. Nói như vậy, người cũng cảm ứng đến rồi. Tiêu Phàm linh hồn bản thể cười híp mắt nhìn xem Tử Như Huyết nói. Tiêu Phàm vốn cho là Tử Như Huyết biết phủ nhận, không nghĩ tới hắn trực tiếp gật đầu nói, đó là tự nhiên, lão tử thế nhưng là tổ long, không liền tìm một đầu tổ long mạch chi linh sao? Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn thật vẫn có mấy phần tin tưởng Tử Như Huyết lời nói, lão gia hỏa này xác thực không đơn giản, rất nhiều long tộc bí mật hắn đều biết rõ. Thậm chí, liền ngũ trảo tử kim thần long biến hắn đều có thể bù đắp, có lẽ hắn thực sự là tổ long cũng khó nói. Được rồi, người không tin thì thôi, Tử Như Huyết còn chưa có kết thức, mà là đạo, tiếp đó, ta sẽ nói cho người biết tổ long mạch chi linh phương hướng. Người không phải nói muốn khôi phục nhục thân sao, tìm tổ long mạch chi linh làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu, trong lòng lại là có loại phỏng đoán. Ta cần tổ long mạch chi linh, làm ta nhục thân. Tử Như Huyết nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tử Như Huyết, ma long tử cần tổ long mạch chi linh. Chỉ là dùng để tăng lên huyết mạch chi lực, mà Tử Như Huyết vậy mà trực tiếp dùng tổ long mạch chi linh làm nhục thân. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thân thể run lên, tâm thần vội vàng rời khỏi, sau đó thân thể của hắn bị một cỗ đại lực tung bay, hắn dưới mông bên cạnh cái kia con kiến, càng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, 6 cái đao túc gắt gao chụp trên mặt đất. CMN, cái thế giới này quá nguy hiểm, Ngọc Kỳ Tử trực tiếp tuôn ra nói tục. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy hai cái tiểu thảo, cả người bị một cỗ đại lực thổi cùng mặt đất song song. Tiêu Phàm cũng tay mắt lanh lẹ, nắm lấy bên cạnh một gốc thảo, cố gắng mở hai mắt ra hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng chớp động lên cánh, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lơ lửng ở Tiêu Phàm bọn họ trước mắt, lại là so với kia hoàng kim con kiến còn muốn lớn hơn gấp mấy lần quái vật, cái kia gần như trong suốt cánh. Chớp động tần suất cực kỳ tấn mãnh. Một đôi đỏ thắm hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như tập trung vào nhất con mồi mỹ vị một dạng. Ong mật, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này ong mật là cái gì chủng loại, hắn không biết, có thể cái kia chớp động cánh, lại uy lực to lớn, căn bản không phải những cái kia con kiến có thể ngăn cản. Cho dù là bọn họ, muốn ngăn trở kình phong kia, cũng phải mượn nhờ bên ngoài. Ai bảo bọn hắn căn bản là không có cách thi triển thần lực đây. Thật lâu, cái kia ong mật nhìn thấy hai cánh của chính mình căn bản không làm gì được bọn họ, rốt cục đình chỉ rung động, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tựa như nó vừa mới làm tất cả, vẻn vẹn chỉ là đùa bỡn bọn họ một cái mà thôi. Nhưng mà, cũng ngay tại giây phút này, một đạo hắc ảnh bỗng kiên quyết mà lên, giống như một đạo tên rời cung một dạng chảy ra mà ra. Trong nháy mắt liền rơi vào cái kia màu đen ong mật trên lưng. Công tử, công tử long bọn họ kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà lúc này lại đột nhiên đối ong mật làm khó dễ, hơn nữa tốc độ như thế tấn mãnh. Bậc này tốc độ, cũng quá nhanh, nơi này không phải không cách nào thi triển thần lực sao. Thật là mạnh nhục thân, U Ma thở sâu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Tiêu Phàm ngày đó đánh bại hắn một màn. Hắn vẫn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, cho tới bây giờ, hắn mới biết được, bản thân một mực đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Giờ phút này, Tiêu Phàm vững vàng rơi vào ong mật trên lưng, hai tay chăm chú mà nắm lấy ong mật trên đầu xúc giác, cái kia ong mật lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai, toàn bộ thân thể hung hăng vọt tới mặt đất. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên là sớm liền nghĩ đến, hắn mặc dù không thấy thần lực, có thể nhục thân vẫn như cũ cường đại. Hơn nữa dáng người mũi chân, cái kia ong mật căn bản không làm gì được hắn.
không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, ong mật rốt cục yên tĩnh trở lại, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Công tử, lợi hại! Ngọc Kỳ Tử bọn họ vội vàng xông tới, không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Không có gì, ta chỉ là muốn đổi một đầu tọa kỵ mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Bạch Ma đám người khóe miệng có chút co lại, chỉ có thể thầm nói, cái này bức, trang đến mức ta phục. Ở Tiêu Phàm một phen tra tấn phía dưới, cái kia ong mật rốt cục xem như thần phục ở Tiêu Phàm dưới dâm uy, nếu như nếu luận mỗi về nhục thân những côn trùng này vẫn là xa xa không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Cho dù bọn họ chỉ là tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong nhục thân, có thể những côn trùng này tối đa cũng thì tương đương với thần vương cảnh tiền kỳ nhục thân mà thôi. Hơn nữa, bọn chúng không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì cổ thuật cổ pháp. Nghỉ ngơi nửa ngày, ong mật rốt cục khôi phục mấy phần thể lực, Tiêu Phàm ngồi ở ong mật trên lưng, lơ lửng ở không trung, Ngọc Kỳ Tử bọn họ là tiếp tục ngồi hoàng kim con kiến, tại mặt đất vẻn vẹn đi theo. Trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ hiển nhiên cũng muốn có được một đầu phi hành tọa kỵ, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Bản thân vậy mà lại là một đầu côn trùng tọa kỵ mà hâm mộ người khác. Nghĩ vậy, đám người trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Mấy người tiếp tục tiến lên, có phía trước giáo huấn, đám người tự nhiên cẩn thận một chút rất nhiều, những côn trùng này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng là có thể khiến cho bọn họ thương cân động cốt. Nửa tháng sau, đám người rốt cục rời đi rừng cây, trên đường đi, có thể nói mạo hiểm hết sức, đám người hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương. Cũng may cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trên đường, mọi người tọa kỵ cũng đổi một lần đổi lại, từ lúc mới bắt đầu con kiến, đổi được ong mật, cuối cùng đổi chim nhỏ. Bằng không mà nói, bọn họ thật vẫn chưa chắc có thể ở thời gian nửa tháng bên trong đi ra, mặc dù cái này rừng cây đối với bọn hắn toàn thịnh thời kỳ mà nói, cũng không tính là gì. Nửa tháng, ngoại giới có thể thì tương đương với đi qua 5 cái tháng sau, nhưng bây giờ... Bọn họ đối tổ long mạch chi linh, lại là không thu hoạch được gì, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Chủ yếu nhất là, trên đường đi bọn họ trừ bỏ nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, dù là một gốc linh thảo đều không bên trong nhìn thấy. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này tổ long bí cảnh hàng năm không có sinh linh tiến vào, phải có rất nhiều thần dược mới đúng a, nhưng bọn hắn một cọng lông cũng không thấy. Rời đi rừng cây. Bọn họ tiến nhập một mảnh thảo nguyên, tuy nói là thảo nguyên, nhưng đối với thời khắc này Tiêu Phàm bọn họ thời khắc này hình thể mà nói, lại cùng cổ lâm không hai. Tiểu tử, cái này phá thảo nguyên, sẽ có tổ long mạch chi linh sao? Bạch Ma khịt mũi coi thường, nếu như không phải trong khoảng thời gian này, hắn nhục thân cùng linh hồn cường độ đều có chỗ tăng trưởng, hắn đoán chừng đã sớm hối hận đi tới cái chỗ chết tiệt này. Cái gì tổ long địa phương? Nhất định chính là địa phương cứt chim cũng không có, cùng hắn trong tưởng tượng tu luyện thánh địa hoàn toàn không hợp. Chớ nóng vội, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Tiêu Phàm an ủi, kỳ thật hắn trong lòng cũng là phiền muộn hết sức. Nếu không phải Tử Như Huyết nói cho hắn, chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn tiến lên liền nhất định có thể tìm tới tổ long mạch chi linh, hắn đã sớm để yên. Huống chi, nếu như chỉ là tu luyện, vô luận ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Cuối cùng, vẫn là Tử Như Huyết xuất ra một loại ở tổ long bí cảnh bên trong rèn luyện thân thể cổ thuật, Tiêu Phàm mới thỏa hiệp. Vài ngày sau, Tiêu Phàm bọn họ xâm nhập thảo nguyên mấy vạn dặm, nhìn qua mênh mông hải dương, Tiêu Phàm cũng nhất thời mê mang. Một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ đang ở một nơi đất bằng nghỉ ngơi. Tiểu tử, ta cảm giác chúng ta bị hố, thế này sao lại là cái gì bí cảnh? Nhất định chính là đất cằn sỏi đá. Bạch Ma nổi giận mắng, trong lòng kìm nén một hơi. Đúng vậy a, công tử đi tới tổ long bí cảnh, đừng nói là người, chính là dã thú cũng không nhìn thấy một cái, mỗi ngày đều cùng một đám đại hình côn trùng chơi. Một cái trầm mặc ít nói U Cửu Minh cũng thở dài. Không phải hắn không tín nhiệm Tiêu Phàm, mà là hắn đối cái này tổ long bí cảnh quá thất vọng rồi. Ngay cả một mực đối tổ long mạch tràn ngập chờ mong U Ma cùng Thanh Long Vân, trên mặt cũng đều là vẻ thất vọng. Tiêu Phàm, chớ nóng vội, linh khí này đã có chỗ lỏng, phong linh kỳ đi qua rất nhanh, đến lúc đó tìm tới tổ long mạch chi linh, liền dễ dàng rất nhiều. Tử Như Huyết thực sợ Tiêu Phàm cự tuyệt đi về phía trước.
Tất nhiên ngươi nói phong linh kỳ mau qua tới, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, chờ lấy phong linh kỳ đi qua. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, loại này cảm giác bị lừa gạt nhường hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn càng khó chịu vẫn là cái này cẩu thí phong linh kỳ, nhường hắn rất không cảm giác an toàn. Ngao Ô lời còn chưa dứt, hét dài một tiếng đột nhiên ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai vang lên, cả mảnh trời khung đều hơi run rẩy một chút, bọn họ bắt được mấy đầu kia chim nhỏ dọa đến ra sức giãy giụa, bay thẳng cửu tiêu đi. Tiêu Phàm đám người liền vội vàng đứng dậy, dọc theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một tòa núi cao đồng dạng cao cự lang đi từng bước một đến, trong suốt bụi cỏ từ dưới chân hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Cái kia rõ ràng chỉ là thông thường sói xám a, có thể giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ cao không thể chạm. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, lấy bọn hắn thực lực, muốn làm qua cái này sói xám cũng không quá dễ dàng. Hô hô, nhưng mà, cái kia sói xám lại không có ý bỏ qua cho bọn họ, không đợi Tiêu Phàm bọn họ chạy trốn, như núi lớn sói xám nhảy lên mà tới, to lớn móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Ta lại muốn đổi tọa kỵ, Tiêu Phàm căm tức nhìn cái kia sói xám. Trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Tiêu Phàm lời nói, lập tức cho đám người lòng tin cực lớn, bọn họ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm liền cái này sói xám đều không sợ. Phải biết, nếu như Tiêu Phàm thực lực tương đương tại thần vương cảnh mà nói, vậy cái này sói xám thực lực, đoán chừng chí ít cũng tương đương với đại đế cảnh trung kỳ a. Bậc này lực lượng đáng sợ, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm có thể địch. Mắt thấy cái kia móng vuốt sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm lại là không tránh không lùi, ngược lại là bạch ma đám người, lại là nhanh chóng hướng về bên cạnh trong bụi cỏ bỏ chạy, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiểu tử, mau trốn. Bạch ma thanh âm từ trong bụi cỏ truyền đến, có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ còn đần độn đứng tại chỗ, thật giống như bị cái kia sói xám làm cho sợ choáng váng một dạng. Tiêu Phàm trong mắt lại là lộ ra một vòng ngoan tuyệt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Oanh, mặt đất run lên bần bật. Sói xám móng vuốt hung hăng đập tại mặt đất, vang lên không chỗ bụi bặm, bốn phía tiểu thảo sụp đổ không ít. Mà Tiêu Phàm thân thể, lại là không thấy bóng dáng. Công tử, Ngọc Kỳ tử kêu to, lần nữa từ trong bụi cỏ vọt ra, mặt mũi dữ tợn, hận không thể lập tức xông đi lên. Cùng lúc đó, Bạch Ma, U Ma, Cung Tử Long, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh cũng nhao nhao từ trong bụi cỏ dũng mãnh lao tới, nếu như Tiêu Phàm thực có gì ngoài ý muốn. Bọn họ cho dù là liều mạng, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua sói xám. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, cái kia sói xám đột nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia đập trên đất móng vuốt bỗng nhiên giơ lên, mang theo mảng lớn huyết vũ. Đám người kinh ngạc phát hiện, ở sói xám dưới lòng bàn chân, một cái to lớn huyết động đang ở phun ra ngoài máu tươi. Mà ở lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh từ trong bụi bặm đi ra, trong tay hắn. Còn nắm một chuôi máu me đầm đìa, hiện ra huyết quang trường kiếm. Đây là, đám người kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ nhớ rõ ràng Tiêu Phàm không có mang pháp bảo tiến vào A, hơn nữa, nơi này chính là phong cấm không gian, cho dù là giấu ở thể nội đều khó có khả năng, Tiêu Phàm lại là làm sao cất giấu trường kiếm đây. Tiêu Phàm không để ý đến đám người, dưới chân hắn đạp một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần nữa phóng tới cái kia sói xám. Sói xám nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một đôi đỏ thắm con ngươi hiện ra huyết quang, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, nó há mồm liền hướng lấy Tiêu Phàm hung hăng táp tới, tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần. Không thấy thần lực, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào tự thân thể tố chất cùng sói xám đối kháng, hắn thả người nhảy lên, hai tay nắm tu la kiếm hung hăng chém xuống. Bang, một tiếng nổ vang, tu la kiếm trọng trọng chạm tại sói xám một chiếc răng bên trên, cái kia răng trực tiếp bị tu la kiếm chặt đứt, đau sói xám nhe răng trợn mắt. Tiêu Phàm thân thể lấn người mà tiến, tu la kiếm quét ngang mà ra, cắt đứt sói xám răng, sói xám đầu hất lên, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể giống như quỷ mị tới gần sói xám, mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở sói xám đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, bạch ma bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới, giống như phàm nhân đồng dạng, chỉ có thể dựa vào thân thể Tiêu Phàm, vẫn còn có như thế sức chiến đấu đáng sợ. Phốc suy một tiếng,
Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm hung hăng đâm vào sói xám trong da, dù là không đủ để nhường hắn chí mạng, nhưng là tuyệt đối đau nó khó chịu dị thường. Quả nhiên, sói xám bị đau tại mặt đất bắt đầu lăn lộn, muốn đem Tiêu Phàm đánh rơi xuống tới, có thể Tiêu Phàm một cái tay nắm chắc bộ lông của nó, một cái tay khác lại là nắm Tu La kiếm, lần thứ hai sao sói xám thể nổi. Sói xám cũng rốt cục thấy được Tiêu Phàm đáng sợ cùng tàn nhẫn, biết mình lại giãy giụa như thế nào cũng không hề có tác dụng, dứt khoát ngã sấp trên đất không nhúc nhích. Nhìn thấy sói xám trung thực xuống tới, Tiêu Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, thần phục, hoặc là chết. Những ngày qua, Tiêu Phàm bọn họ có thể sống sót, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Những cái này mặc dù chỉ là côn trùng, nhưng bọn hắn cùng với những cái khác côn trùng hoàn toàn khác biệt, không chỉ có cá thể cường đại, hơn nữa có thể nghe hiểu nhân loại mà nói. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, tựa như chỉ cần sói xám cự tuyệt, kiếm trong tay hắn liền sẽ triệt để đâm vào đầu của nó. Ngao ô sói xám bị đau kêu thảm một tiếng, đầu không ngừng vuốt mặt đất, trong miệng réo lên ô ô. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú sói xám một cái, lúc này mới rút ra kiếm trong tay, cái kia máu tươi nước đọng một tiếng phun Tiêu Phàm một thân, Tiêu Phàm cũng không có né tránh, mặc cho cái kia máu tươi tiện ở trên người. Bạch ma bọn họ thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực. Phải biết, đây chính là chênh lệch tốt mấy cảnh giới tranh đấu a, Tiêu Phàm vậy mà chỉ dựa vào một người, liền chế phục lão sói xám. Long U Vũ lại là tính thiên tài, nhưng lại thiếu công tử phần này dữ tợn, đây mới thật sự là thiên kiêu, dũng sĩ vô địch. U Ma nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, từ trong thâm tâm cảm thán nói. Đi theo Long U Vũ nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là Long U Vũ chính là sự tồn tại vô địch, nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm cử động cải biến cái nhìn của hắn. Dạng này Tiêu Phàm, lần trước đều có thể chiến thắng Long U Vũ, về sau Long U Vũ muốn siêu việt hắn, cơ bản là chuyện không thể nào. Mang bọn ta xuyên qua mảnh thảo nguyên này, Tiêu Phàm ra hiệu bạch ma bọn họ đều ngồi vào lão sói xám trên lưng về sau, mệnh lệnh sói xám nói. Tất nhiên tử như huyết nói phong linh kỳ sắp trôi qua, vậy liền dứt khoát tìm một cái điểm an toàn địa phương vượt qua phong linh kỳ lại nói, chỉ cần có thể thi triển thần lực và lực lượng linh hồn, bậc này phổ thông yêu thú lại có sợ gì. Hiện tại một đầu sói xám Tiêu Phàm còn có thể chế phục, nhưng nếu là gặp gỡ lớn hơn một chút dã thú, vậy thì không phải là hắn có thể địch. Sói xám ô ô mấy tiếng, khập khễnh mang theo Tiêu Phàm bọn họ đi lên phía trước. Mảnh này cổ lâm đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói rất lớn, nhưng là đối với sói xám mà nói, lại không coi vào đâu. Tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Phàm ngồi ở sói xám trên cổ, lạnh như băng nói. Sói xám chỉ là gầm nhẹ mấy tiếng, nào dám phản bác hạ phàm lời nói, chỉ có thể cúi đầu, kiên trì mang theo Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Đại khái hoa 5-6 cái canh giờ. Tiêu Phàm bọn họ rốt cục rời đi thảo nguyên, lần thứ hai tiến nhập một chỗ cổ lâm, này mới khiến sói xám rời đi. Một lần này, đánh chết lão tử cũng không đi ra ngoài, lão tử ngay ở chỗ này tu luyện. Bạch Ma oán hận nói. Những người khác cũng là thật sâu gật đầu, nha, cái thế giới này quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nhưng đừng đến lúc đó tổ long mạch chi linh không tìm được, ngược lại đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Nếu là chiến tử ở những cao thủ khác trong tay cái kia thì cũng thôi đi, có thể đây đều là thứ đồ chơi gì, nếu như chết ở những côn trùng này trong tay, vậy liền quá uất ức. Ân, tạm thời ngay ở chỗ này tu luyện, nếu như muốn chiến đấu, có thể bản thân đi tìm côn trùng môn luyện một chút. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Những người này mặc dù là thuộc hạ của mình không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không thể để bọn họ đi chịu chết. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Đám người như được đại xá. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là vẻ mặt nóng rực nhìn phía xa, nói, bất quá, ta còn cần bọn họ đến ma luyện nhục thân, như vậy chiến đấu, mới có thể để cho ta cố gắng đột phá. Bạch ma bọn họ cho rằng tổ long bí cảnh nguy hiểm trọng trọng, không có quá nhiều chỗ tốt, có thể Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy, bởi vì hắn chân thiết cảm nhận được thân thể thuế biến. Theo cửu u chi khí bị luyện hóa, Tiêu Phàm thể nội khí số lấy số lượng kinh khủng đang tăng trưởng, từ vừa mới bắt đầu đột phá đại đế cảnh đỉnh phong thời điểm hơn 1 vạn nguyên, đã đạt tới 2 vạn nhiều. Điểm này,
để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi, hắn chỉ có tại khí vận tới người một khắc này, luyện hóa khí số tốc độ so ở tổ long chi cảnh phải nhanh một chút. Ở long phượng tộc thí luyện cổ lộ cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ, luyện hóa khí số tốc độ cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn là ốc sên một dạng. Tốt rồi, những ngày qua, chỉ ít hai người một tổ mới có thể tự do hành động, có chuyện gì sẽ tới đây tập hợp. Tiêu Phàm trầm giọng nói, bất quá ta khuyên mọi người, vẫn là hảo hảo tu luyện, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đúng, mọi người nhất thời như chút được gánh nặng đồng dạng, bọn họ cũng không muốn chạy khắp nơi. Tiêu Phàm làm sao không biết tâm tư của mọi người đây, thật sự là tử như huyết lời nói giống như đánh rắm, nhưng hắn đều mất kiên trì. Ta nói không bao lâu, phong linh kỳ liền sẽ đi qua, các ngươi sao không tin đây. Tử như huyết thở dài, bất quá ngữ khí lại không có phía trước khẳng định. Những ngày qua, chính hắn cũng thiếu ít một chút tự tin. Nếu như phong linh kỳ đi qua, lấy tốc độ của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tổ long mạch chi linh, sẽ không chậm trễ bất luận cái gì thời gian, hiện tại, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, hắn cũng sẽ không tin tưởng tử như huyết. Có lẽ, phong linh kỳ xác thực không bao lâu sẽ đi qua, nhưng bọn hắn hiện tại mù quáng tìm kiếm, tốc độ quá chậm, nhất định chính là lãng phí thời gian, còn không bằng tu luyện bây giờ tới. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực thâm cư không ra ngoài thời gian luyện hóa cửu u chi khí, trong cơ thể hắn khí số đã nhiều đến mấy vạn nhiều. Về phần bạch ma bọn họ, cũng cảm nhận được tổ long bí cảnh diệu dụng, đám người cũng ngày đêm không ngừng tu luyện, cơ hội như vậy, bỏ qua, coi như thật không thấy. Chớp mắt liền đi qua nửa năm thời gian, mà ngoại giới, thì là đi qua 5 năm, Tiêu Phàm bọn họ đã ở tổ long bí cảnh ngốc ròng rã thời gian 6 năm. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng sấm vang vọng trong rừng, bạch ma đám người nhao nhao từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm ngoại thân hiện lên kim quang sáng chói, giống như một vành mặt trời đồng dạng, chói mắt hết sức, để đám người có chút khó có thể mở hai mắt ra. Nơi này không phải không cách nào thi triển thần lực sao, công tử làm sao sẽ đột phá. U Ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức lại là cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an, cái kia nhìn qua hơi có vẻ gầy yếu thân thể, dường như ẩn chứa nổ tính lực lượng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng mở hai mắt ra, để đám người kinh ngạc là, Tiêu Phàm con người vậy mà biến thành kim sắc, trán phóng quang mang chói mắt. Đây là cái gì con mắt? Đám người kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, bị Tiêu Phàm liếc mắt một cái, thân thể của bọn hắn đều mãnh liệt rung rung. Một hồi nguyên khí số, giờ phút này, Tiêu Phàm nội tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Qua nửa năm cố gắng, hắn khí số tích lũy đạt đến một cái số lượng kinh khủng, nhiều đến 12.9600 nguyên, vừa lúc hình thành một cái hội nguyên. Bây giờ nhục thể của hắn cường độ, dù là bị áp chế, cũng không yếu với đại đế cảnh, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đồng thuật chọc vậy mà đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Về phần là biến hóa gì, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào bạch ma trên người bọn họ thời khắc, hắn trong nháy mắt cảm ứng được kỳ dị địa phương. Ta lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên người bọn họ khí số. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Trong mắt của hắn từ bạch ma trên người bọn họ từng cái đảo qua, lại là phát hiện, bạch ma trên người khí số hùng hậu nhất, nhiều đến hơn 1 vạn nguyên, hiện tại, gia hỏa này khoảng cách đại đế cảnh đỉnh phong cũng không xa. Chỉ bất quá, điểm ấy khí số ở Tiêu Phàm xem ra, cũng không tính là gì, dù sao, hắn khí số thế nhưng là bạch ma tầm 10 lần. Ngay sau đó trong mắt của hắn nhìn về phía U Ma bọn họ, U Ma trên người khí số không ít, cũng có gần 1 vạn, mấy người khác, phải kể tới Ngọc Kỳ Tử nhiều nhất, không sai biệt lắm có 6.000 tả hữu. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm âm thầm hoài nghi, cái này khí số có khả năng cùng một cá nhân thực lực có rất lớn liên quan, có lẽ có thể làm bản thân phân biệt người khác thực lực một cái căn cứ. Đương nhiên, về phần hắn cái kia 12 vạn đa nguyên khí số, cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, cũng không phải là đại biểu một mình hắn có thể cùng mấy cái bạch ma đồng thời chiến đấu. Dù sao, liền xem như tuyệt đỉnh thiên tài, ở đại đế cảnh đỉnh phong khí số, cũng liền mấy vạn nguyên mà thôi.
Thật lâu, Tiêu Phàm khí thức trên thân chậm lại, quanh thân kim sắc quang mang chậm rãi tán đi, chỉ chốc lát sau, tựa như sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng có chút chờ mong, hiện tại hắn là nhục thân đạt đến đại đế cảnh, nếu là phong linh kỳ đi qua, hoặc là rời đi tổ long bí cảnh, lại sẽ cường đại đến mức nào đây? Về phần linh hồn chi lực, có lẽ là bởi vì đạt tới thánh đế cảnh nguyên nhân, tăng trưởng 10 điểm chậm chạp, nhưng cũng có tăng trưởng. Chúc mừng công tử, Ngọc Kỳ tử bọn họ đi tới, từ trong thâm tâm chúc. Không có gì, chỉ là hơi có thu hoạch mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn bốn phía trong bụi cỏ, Ngọc Kỳ tử bọn họ cũng trong nháy mắt cảm nhận được có chút không đúng, lập tức phòng bị nhìn xem bốn phía. Ra đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Sàn sạt lần lượt từng bóng người từ bốn phía trong cổ lâm bắn ra, đem Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương, cái kia to lớn cổ thụ cùng đằng diệp bên trên, khắp nơi đều là thân ảnh. Nhân tộc, U Ma kinh ngạc nhìn bốn phía thân ảnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không sai, vây hắn lại môn không đặc biệt, chính là một cái nhân tộc tu sĩ, bọn họ ăn mặc rất cổ lão, khó được tất cả đều ở trần, lộ ra cổ đồng đồng dạng cơ bắp, dưới ánh mặt trời, lấp lóe lấy kim quang nhàn nhạt. Về phần nữ, thì là ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng áo da thú váy, xanh đen da thịt bại lộ tại bên ngoài, cho người ta một loại khỏe mạnh vẻ đẹp. Bọn họ hình thể không lớn, cũng liền cùng Tiêu Phàm bọn họ không sai biệt lắm, rất hiển nhiên, những người này hẳn là tổ long bí cảnh thổ dân. Cái này khiến Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc hết sức, những cái này nhân tộc tu sĩ ở trong này lại là làm sao sống sót. Còn không chờ bọn hắn từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một cái thanh niên vóc người khôi ngô nam tử từ trong bụi cỏ đi ra, cầm trong tay chiến mâu, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm bọn họ, nói các ngươi là người nào, lại dám xông vào ta Hoang Long bộ lạc. Hoang Long bộ lạc, Tiêu Phàm đám người lộ ra vẻ cổ quái, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm tiến lên phía trước nói các ngươi là Long tộc. Đây là Long giới, chúng ta không phải Long tộc, lại là cái gì? Thanh niên khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói. Long giới, Tiêu Phàm bọn họ càng thêm kinh ngạc, nơi này không phải tổ long bí cảnh sao, tại sao lại trở thành long giới? Thanh niên khôi ngô nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc trên mặt bọn họ, lập tức lộ ra bất thiện, trên người sát khí hiện lên các ngươi là người ngoại lai. Mỗi qua vạn năm, liền sẽ có người từ ngoại giới đi tới long giới, thanh niên khôi ngô tự nhiên rõ ràng, hơn nữa, hắn biết rõ những người này cũng là tiến đến cướp đoạt đồ vật. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ khi biết Tiêu Phàm đám người là ngoại giới khách đến thăm về sau, tất cả đều trở nên bất thiện. Tiêu Phàm bọn họ ngược lại không có quá nhiều e ngại, ngược lại tò mò đánh giá những người này, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, cái thế giới này trừ bỏ côn trùng cùng dã thú bên ngoài, vẫn còn có long tộc tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ rất ngạc nhiên, những cái này rõ ràng là long tộc, vì sao muốn biến hóa thành nhân tộc bộ dáng đây? Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, hiện tại thế nhưng là tổ long bí cảnh phong linh kỳ, những cái này long tộc không cách nào tự do biến hóa thân hình, tự nhiên là biến hóa thành người tộc bộ dáng càng thêm thuận tiện. Ta hỏi các ngươi mà nói đây, thanh niên khôi ngô quát chói tai một tiếng, tiến lên một bước, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm trả lời để bọn hắn không hài lòng, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ diệt hắn môn. Không sai, chúng ta là ngoại giới người. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận. Công tử, chúng ta không nên thừa nhận. Ngọc Kỳ tử sắc mặt hơi đổi một chút, những người này rõ ràng đối người ngoại lai không có hảo ý a. Tiêu Phàm không nên giấu giếm thân phận của mình sao? Thanh Long Vân bọn họ cũng thần sắc trở nên khẩn trương lên, những cái này thế nhưng là long giới long tộc a, hơn nữa chỉ ít có hơn 10 người, như thế nào bọn hắn đối thủ? Chỉ có Tiêu Phàm, lại là thần sắc như thường. Cũng không có quá nhiều biến hóa. Côn trùng có lẽ đáng sợ, dã thú có lẽ nguy hiểm, có thể đối mặt cùng là nhân tộc bộ dáng long tộc, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều e ngại, những người này trên thân tán phát khí tức, cũng liền chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ cũng là bởi vì phong linh kỳ nguyên nhân, tu vi rơi xuống, chỉ đầy đủ nhục thân lực lượng. Ngươi lại còn dám thừa nhận, đã như vậy, vậy các ngươi có thể đi chết. Cầm đầu thanh niên khôi ngô nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết,
cầm trong tay chiến mâu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bạch ma đám người sắc mặt trầm xuống, nhao nhao đi đến Tiêu Phàm trước người, chuẩn bị xuất thủ. Tránh ra, Tiêu Phàm khoát khoát tay, quát lui bạch ma đám người, ngược lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện thanh niên khôi ngô nói, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta. Thiếu chủ, không cần ngươi xuất thủ, ta tới chảm hắn liền có thể. Thanh niên khôi ngô bị Tiêu Phàm khinh thường, vẻ mặt khó chịu, lúc này, phía sau hắn một cái trung niên nam tử tiến lên, sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm. Hắn thấy, Tiêu Phàm bọn họ chỉ là một đám kẻ ngoại lai, bây giờ còn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Nam tử trung niên tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt, nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn tựa như đã nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn chém giết một màn. Chết đi, trung niên nam tử một tiếng quát lớn, trường đao trong tay của hắn bỗng gắng sức chém xuống, muốn một đạo nộ sát Tiêu Phàm. Những người khác cũng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng, tất cả đều cười lạnh. Chỉ là một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn lại cũng cười không nổi, tất cả mọi người con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bang, một tiếng kim thạch giao kích nổ vang, trung niên nam tử trường đao trong tay tựa như chạm tại sắt đá phía trên đồng dạng, lại cũng không được tiến thêm. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng giơ lên bàn tay, ngăn trở trung niên nam tử kia trường đao trong tay, thân hình chưa từng rung chuyển mảy may, cứ như vậy nắm trường đao, lẳng lặng nhìn trung niên nam tử kia. Bạch ma bọn họ cũng không nhìn được hít một hơi lạnh, bọn họ cũng có thể nhìn ra nam tử trung niên thực lực, mặc dù không cách nào thi triển thần lực, có thể trong tay hắn pháp bảo thế nhưng là chân chân thật thật đế binh a. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại là tay không tiếp giao sắc, đem cái kia đế binh nhẹ nhàng nắm trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Đối diện thổ dân sớm đã trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Tiêu Phàm chiêu này cũng triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Ngươi làm sao có thể? Thanh niên khôi ngô kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nhưng là rất rõ ràng trung niên nam tử kia thực lực, có thể Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng như vậy tiếp nhận công kích của hắn, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Trong đầu hắn nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, nhất định là trung niên nam tử kia không dùng toàn lực, cố ý nhường. Hoang man, ngươi còn dám cố ý lưu thủ, ta muốn ngươi mệnh. Thanh niên khôi ngô nổi giận nói, hắn thấy, trung niên nam tử hoang man một đao tuyệt đối đủ để chém giết Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm dễ dàng như thế tiếp nhận hắn một đao, nhất định là hắn cố ý nhường, hoặc là hạ thủ lưu tình duyên cớ. Là, thiếu chủ, trung niên nam tử hoang man liền vội vàng gật đầu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân vừa rồi không dùng hết toàn lực. Cố ý lưu thủ, Tiêu Phàm thấy thế. Vẻ mặt cổ quái nhìn xem thanh niên khôi ngô cùng trung niên nam tử hoang man, các ngươi xác định hắn mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó, mà là hạ thủ lưu tình đây. Tiêu Phàm không khỏi ngầm thở dài, cái này tổ long bí cảnh người đều bản thân cảm giác như thế tốt đẹp sao. Hắn không có mở miệng, đối với mình bây giờ nhục thân vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, ở không có thi triển bất luận cái gì cổ thuật, hơn nữa không cách nào thi triển thần lực điều kiện tiên quyết, vậy mà có thể đỡ được đế binh. Cái này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là vượt qua phong này linh kỳ, Tiêu Phàm tự tin, dù là bình thường thánh giai pháp bảo, cũng không làm gì được hắn mảy may. Còn chưa động thủ, nhìn thấy hoang man có chút do dự, cái kia thanh niên nam tử lại nhìn không được nổi giận nói. Hoang man khẽ cắn môi, hắn lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trên người nổi gân xanh, sau đó cực tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Mắt thấy sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, cả người hắn bỗng thả người nhảy lên thật cao, hai tay nắm thật chặt trường đao, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia không nhúc nhích, hai tay vác sau lưng, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đám người đối diện không khỏi cười lạnh, bọn họ đều nhận định Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, hoang man đã thật sự quyết tâm. Cho dù là bạch ma cùng u ma bọn họ, cũng không khỏi cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, cho rằng Tiêu Phàm quá khinh thường, đối phương dù sao cũng là thần vương cảnh nhục thân a, hơn nữa còn nắm lấy đế giai pháp bảo đánh tới. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, đánh giá quá cao hoang man. Mắt thấy hoang man trường đao sắp chém xuống thời khắc,
Tiêu Phàm lần thứ hai xòe bàn tay ra, chậm rãi đưa tay ngăn tại trước người. Lần này, hắn hơi dùng một chút lực lượng, quét ngang mà ra. Răng rác, một tiếng vang giòn quanh quẩn trên không trung, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hoang Man trong tay đế giai pháp bảo, ứng thanh mà đứt, gãy lưỡi dao bắn ra, vừa lúc xẹt qua Hoang Man cổ. Phốc suy một tiếng, một đạo máu tươi bắn ra, chỉ thấy Hoang Man đầu ném đi mà lên, ngay sau đó một cột máu bắn về phía hư không, hết sức đỏ tươi. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, tựa như sợ choáng váng một dạng. Tĩnh, như chết tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, nín thở ngưng thần, liền hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe. Tiêu Phàm cũng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái kia Hoang Man vậy mà chết ở bản thân đoạn nhận phía dưới, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, Tiêu Phàm không khỏi mặt mo đỏ ửng. Chuyện này không liên quan đến ta a. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Giết chết Hoang Man, hoàn toàn không phải ý nguyện của hắn. Hắn vốn là muốn thử xem bản thân vừa mới đột phá nhục thân mà thôi. Nhưng cái này ở thanh niên khôi ngô bọn họ nghe tới, là biết bao chói tai. Chuyện không liên quan tới ngươi, chính là ngươi giết Hoang Man. Thanh niên khôi ngô nổi giận nói, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy, chính là ngươi giết Hoang Man, có thể ngươi lại còn dám rảo biện. Mặt khác Hoang Long bộ lạc người cũng lên cơn giận dữ nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ cần nam tử khôi ngô ra lệnh một tiếng, bọn họ đều sẽ không chút do dự xông đi lên giết Tiêu Phàm. Bạch ma đám người thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, có thể nhiều người như vậy nếu vây quanh, bọn họ cũng tuyệt đối chịu không nổi. Ta không nghĩ tới, hắn yếu ớt như vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, điểm này, hắn xác thực không nghĩ tới. Tiêu Phàm chỉ là đang trần thuật một sự thật, có thể lời này ở Hoang Long bộ lạc người nghe tới, lại là như thế chói tai. Hoang Man nhưng là bọn họ Hoang Long bộ lạc nổi danh dũng sĩ a, chỗ nào cùng yếu ớt hai chữ có liên quan gì, rõ ràng chính là tiểu tử này đùa nghịch thủ đoạn âm hiểm hại chết Hoang Man. Tiểu tử, nhất định là ngươi đùa nghịch thủ đoạn âm hiểm, hại chết Hoang Man. Thanh niên khôi ngô tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không tin Tiêu Phàm có thể chiến thắng bọn họ Hoang Long bộ lạc dũng sĩ. Người muốn cho là như thế, cũng có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đúng là hắn giết chết Hoang Man, điểm này không cho phép hoài nghi. Bất quá Tiêu Phàm không có hối hận, những người này vốn liền muốn giết hắn, hắn giết chết mang hoang đây tính toán là cái gì đây? Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Tiêu Phàm nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, đoán chừng đã sớm động thủ. Đám người này, còn không đáng cho hắn mà nói ngụm nước đi giải thích, hơn nữa, hắn cũng khinh thường giải thích. Phạm ta Hoang Long bộ lạc người, giết không tha. Nghe được Tiêu Phàm cái kia lơ đễnh ngữ khí, hắn càng tức giận hơn, kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Đưa tay vung lên, hắn đám kia thuộc hạ lập tức ùa lên, tức giận đánh về phía Tiêu Phàm bọn họ. Giết, U Ma đám người nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự xông tới. Bọn họ cũng không phải cái gì loại lương thiện, trên người không biết lây dính bao nhiêu mạng người cùng máu tươi. Có thể đạt đến thực lực bây giờ, cái nào không phải từ trong núi thây biển xác đi ra đây. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã điên cuồng đánh nhau. Tiêu Phàm quét thực lực của những người này một cái, vẻn vẹn nhíu mày một cái, những người này, cường đại nhất muốn thuộc cái kia thanh niên khôi ngô, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu như xem nhẹ phong linh kỳ lực lượng, đoán chừng tối đa cũng chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Thanh niên khôi ngô rất là hung mãnh, hắn tay cầm một căn to lớn lang nha bổng, hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống. Ăn ta một gậy, thanh niên khôi ngô giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay lang nha bổng bộc phát ra nổ tính uy lực, còn như một tòa núi nhỏ, ẩn chứa nổ tính lực lượng. Vừa mới cái kia Hoang Man không có thăm dò ra ta bây giờ nhục thân thực lực, vừa vặn dùng ngươi tới thí nghiệm một chút. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chân phải lùi sau một bước, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại hữu quyền phía trên. Đồng thời, sức eo hất lên, Tiêu Phàm cơ hồ điều động lực lượng toàn thân, hung hăng đấm ra một quyền.
nhìn thấy Tiêu Phàm dám dùng nắm đấm nghênh đón hắn lang nha bổng, thanh niên khôi ngô trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong lòng khinh thường nói, ta thực lực, cũng không phải hoang man có thể so sánh, muốn theo ta mạnh mẽ chống đỡ. Oanh, Tiêu Phàm cuồng bạo lực lượng đổ xuống mà ra, hung hăng nện ở lang nha bổng bên trên, nắm đấm cùng lang nha bổng trọng trọng đụng vào nhau, một tiếng nổ vang vang vọng hư không. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt lập tức trong nháy mắt cứng ngắc ở cái kia, đôi mắt lộ ra không thể tin. Ken két, kèm theo tiếng vang lanh lãnh, trong tay thanh niên khôi ngô lang nha bổng bên trên, vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, theo Tiêu Phàm dùng sức, lang nha bổng bên trên khe hở càng ngày càng nhiều. Mấy tức về sau, lang nha bổng rốt cục không chịu nổi Tiêu Phàm tất cả đều lực lượng, phịch một tiếng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra. À ngay sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy thanh niên khôi ngô trên mặt, răng đầy rất nhiều huyết động, máu đỏ tươi lưu lạc mà xuống, nhìn qua hết sức huyết tinh. Không chỉ trên mặt của hắn, còn có trên người hắn cũng là như thế, bị lang nha bổng mảnh vỡ xuyên thủng, nhìn thấy mà giật mình. Thảm hại hơn là, mắt trái của hắn cũng gặp nạn, trong hốc mắt máu tươi chảy xuôi, thanh niên khôi ngô cả người ôm đầu khóc giống, không ngừng kêu thảm thiết. Ta muốn giết ngươi, thanh niên khôi ngô tức giận gầm thét, giống như bị điên, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, giết hắn cho ta, giết hắn. Thiếu chủ, những người khác nghe được thanh niên khôi ngô thanh âm, tất cả đều dồn dập hướng về thanh niên khôi ngô vị trí chạy đến. Bạch ma áp lực của bọn hắn kịch giảm, mà Tiêu Phàm đối mặt nhân số lại đạt đến 20, 30 nhiều, bất quá, Tiêu Phàm cũng không có e ngại, ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thực sự không phải cố ý, Tiêu Phàm khá là bất đắc dĩ nói. Nếu là mình muốn giết cái kia thanh niên khôi ngô, chỗ nào dùng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một kiếm làm thịt chính là. Hoang Long bộ lạc tu sĩ tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, người nhà không phải cố ý, sẽ giết hoang man. Nếu không phải cố ý, sẽ để cho thiếu chủ bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn lộng mù một con mắt. Đừng nói Hoang Long bộ lạc người không tin. Chính là bạch ma bọn họ cũng không tin a, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cười đùa tí từng bộ dáng, nhìn qua càng đáng sợ hơn. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ a. Mắt thấy bốn phía tu sĩ giết tới đây, Tiêu Phàm đột nhiên đi đến cái kia thanh niên khôi ngô bên người, một cước hung hăng dẫm ở bộ ngực của hắn. Thả ra thiếu chủ, ngươi dám, thiếu chủ nếu có gì ngoài ý muốn, người bách tử khó có thể tha tội. Đám người phẫn nộ tới cực điểm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm dám đối với hắn như vậy môn thiếu chủ. Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn những người này, chẳng thèm cùng bọn họ đánh nước bọt chiến, bản thân đây không phải đã lộng mù bọn họ một con mắt sao, các ngươi ngược lại là tới giết đi ta à. Tiểu tử, dám đả thương ta Hoang Thiên La, long giới lại không ngươi nơi sống yên ổn. Nam tử khôi ngô một tay che mắt, hung tợn hướng về phía Tiêu Phàm quát ầm lên. Ngươi có tin hay không? Ta hiện tại liền lộng mù ngươi một cái khác con mắt. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem thanh niên khôi ngô Hoang Thiên La, chỉ là cái kia nụ cười, ở Hoang Long bộ lạc người xem ra, giống như ma quỷ nụ cười. Bạch ma đám người thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ, bọn họ đều biết Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm lộ ra nụ cười như thế, hiển nhiên là muốn động thật sự. Những người này, phải xui xẻo. Nói dọa ai không biết. Hoang Thiên La mặt mũi dữ tợn hướng về Tiêu Phàm, trên mặt đều là khinh thường, có bản lĩnh lộng mù ta, các ngươi tuyệt đối đi không ra vùng rừng rậm này. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm dám lộng mù hắn con mắt còn lại, dù sao, nơi này không xa chính là bọn họ Hoang Long bộ lạc địa bàn. Đừng nói Hoang Thiên La không tin, mặt khác Hoang Long bộ lạc người cũng không tin a. Ngươi xác định. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Hoang Thiên La. Xác định lại như thế nào? Hoang Thiên La khịt mũi coi thường. Phốc phốc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, sau đó một kiếm đâm vào Hoang Thiên La con mắt còn lại bên trong. Một đạo máu tươi bắn ra, xuyên tim đồng dạng đau đớn truyền khắp toàn thân, Hoang Thiên La ra sức giãy giụa, muốn làm dịu loại thống khổ này. Nhưng thân thể của hắn bị Tiêu Phàm hung hăng dẫm ở dưới chân, căn bản không thể động đậy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nghĩ phải dùng hai tay che chói mắt,
có thể Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, trực tiếp đánh gãy Hoang Thiên La gân tay, kêu thảm như heo bị làm thịt, tiếng vang triệt toàn bộ cổ lâm. Hoang Long bộ lạc đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ gặp qua ngoan nhân, bởi vì bọn họ thiếu chủ Hoang Thiên La liền 10 điểm tàn nhẫn, có thể so với Tiêu Phàm mà nói, bọn họ phát hiện, Hoang Thiên La tàn nhẫn liền không coi vào đâu, tối đa cũng chính là ỷ thế hiếp người mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn biết rõ Hoang Long bộ lạc không tầm thường, cũng vẫn như cũ phải phế người thiếu chủ này. Tiểu tử, thả, Hoang Long bộ lạc một cái tu sĩ mở miệng, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, lại đánh gãy gân chân, Hoang Thiên La hoàn toàn giống như phế nhân một dạng tê liệt trên mặt đất. Các ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem, Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Long bộ lạc người nói, hắn rõ ràng đang cười, có thể nhìn đi lên so sát thần còn kinh khủng hơn. Hoang Long bộ lạc tu sĩ câm như hến, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn đám người, lúc này mới ngồi xổm người xuống, nhìn xem Hoang Thiên La nói, ngươi còn có yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tỉ như, ngươi không muốn sống. Hoang Thiên La toàn thân run lập cập, nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn nói vài lời ngoan thoại, kết luận Tiêu Phàm không dám giết hắn. Nhưng đã trải qua sự tình vừa rồi, câu nói này hắn lại cũng không dám nói ra khỏi miệng, người này cùng những người khác khác biệt, hắn là một cái chân chính ngoan nhân. Chỉ cần hắn dám nói dọa, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ như thật tác thành cho hắn. Nhìn thấy Hoang Thiên La trầm mặc xuống, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, nói ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, nếu như các ngươi trả lời coi như hài lòng, có lẽ ta sẽ nhường các ngươi rời đi, ta nghĩ các ngươi sẽ trả lời ta sao? Tiêu Phàm một bên nói, trong tay Tu La kiếm một bên ở Hoang Thiên La trên người hoạt động, tùy thời đều có thể cho hắn chí mạng một kiếm. Đám người làm sao không biết Tiêu Phàm ý tứ đây, chỉ cần bọn họ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm thì sẽ một kiếm kết quả Hoang Thiên La. Ngài, xin mời ngài nói. Một cái hơi có vẻ gầy gò lão giả trước tiên mở miệng nói, hắn nhất định phải cam đoan Hoang Thiên La tính mệnh. Ngọc Kỳ Tử, người mang mấy người đi bên cạnh rừng, đem ta trước đó nói cho ngươi những vấn đề kia, toàn bộ hỏi một lần. Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử nói. Ngọc Kỳ Tử hơi sững sờ, Tiêu Phàm có vẻ như không nói với hắn vấn đề gì à, để cho mình mang theo những người này qua bên kia làm cái gì đây. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm là sống sợ những người này nói dối xuyên mà nói, cho nên cố ý tách ra hỏi thăm. Kể từ đó, những người này khẳng định không dám tùy ý lắc lư Tiêu Phàm. Là, công tử, Ngọc Kỳ Tử cung kính gật đầu, sau đó chỉ trong đó mấy người nói, ngươi, 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 đi theo ta, dứt lời, Ngọc Kỳ Tử cùng U Ma liền mang theo mấy người đi vào bên cạnh trong rừng rậm. Thẳng đến không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, Tiêu Phàm mới nhìn hướng còn dư lại đám người, cười nói, yên tâm, con người của ta rất dễ nói chuyện, ta cũng không thích giết chóc. Người người này dễ nói chuyện, còn không ưa thích giết chóc. Đám người trong lòng khịt mũi coi thường, chẳng lẽ vừa rồi cũng là chúng ta hoa mắt, vẫn là chúng ta mắt mù. Thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bất quá bọn hắn tuyệt đối là không dám phản bác Tiêu Phàm, đắc tội cái này ngoan nhân, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ là tổ long bí cảnh, cũng chính là long giới phong linh kỳ đúng không? Phong linh kỳ đại khái lúc nào đi qua? Tiêu Phàm nhìn xem cái kia gầy gò lão giả hỏi. Phong linh kỳ đã qua 20 năm, hẳn là liền ở cái này chừng một tháng thời gian liền sẽ đi qua. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Hắn nguyên bản ngược lại là muốn nói láo, nhưng là nghĩ đến bị Ngọc Kỳ Tử mang đi những người kia, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắn đang nói láo, cuối cùng xui xẻo vẫn là Hoang Thiên La. Xem ra Tử Như Huyết không có nói láo. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ngay sau đó lại nói, long giới thực lực tổng hợp đại khái làm sao, nhưng có thánh đế cảnh tu sĩ. Hắn lo lắng nhất vẫn là thánh đế cảnh tu sĩ, một khi phong linh kỳ đi qua, nếu là gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, vậy cũng là phiền toái rất lớn. Long giới không gian bích lũy ngưng kết, lại thiếu khuyết nguyên khí, không cách nào đột phá thánh đế cảnh. Gầy gò lão giả nói ra. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm gầy gò lão giả, lão nhân này xác thực không có nói láo. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi.
Nếu có người thừa dịp phong linh kỳ đem nhục thân cùng linh hồn đột phá đến đại đế cảnh, một khi phong linh kỳ đi qua, nhục thân cùng linh hồn cũng không yếu hơn thánh đế cảnh tiền kỳ, thậm chí trung kỳ a. Thực lực như vậy, dù là không bằng chân chính thánh đế cảnh cường giả, nhưng là sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Các ngươi Hoang Long bộ lạc thực lực làm sao, ở long giới bên trong lại như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoang Long bộ lạc ở long giới bên trong thuộc về đỉnh cấp bộ lạc, có đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn. Gầy gò lão giả thở sâu, vẫn là nói ra. Nói ra lời này thời khắc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngạo nghễ, vì Hoang Long bộ lạc cường đại kiêu ngạo. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, nếu như chỉ là đại đế cảnh tột cùng, vậy hắn hoàn toàn không cần e ngại, cho dù là Hoang Long bộ lạc, hắn cũng không sợ trả thù. Vậy các ngươi có biết tổ long mạch chi linh ở phương nào? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hỏi hắn nghĩ hỏi một vấn đề cuối cùng. Tổ long mạch chi linh, gầy gò lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên là vì tổ long mạch chi linh mà đến. Thở sâu, gầy gò lão giả trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi không nên đánh thánh long linh chủ ý, nếu không các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Ta không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh xuống, trong lòng lại là nhớ kỹ thánh long linh ba chữ này, chỉ ít những cái này thổ dân là xưng hô này tổ long mạch chi linh. Ta cũng không biết, gầy gò lão giả sợ Tiêu Phàm động thủ, vội vàng nói, thánh long linh thân hóa vạn vật, ở khắp mọi nơi, ta cũng không biết như thế nào tìm đến, long giới bên trong không có người biết nó tại đây. Nói ra thánh long linh chi tế, gầy gò lão giả và Hoang Long bộ lạc trong mắt người khác đều là vẻ kính sợ. Không có nửa điểm tạp niệm. Nghĩ đến, những người này cũng không có nói láo, muốn từ trên người bọn họ biết rõ sự tình khác, đoán chừng cũng không quá có thể. Cút đi, Tiêu Phàm một cước đạp bay Hoang Thiên La, lạnh giọng nói. Đi, gầy gò lão giả thấy thế nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng để cho người ta cõng Hoang Thiên La, cũng như chạy trốn rời đi. Mục Lục tiểu tử, người cứ như vậy thả bọn họ đi. Bạch Ma âm thầm trầm ngâm nói. Cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Vậy ngươi cho rằng đây, Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Hắn ngược lại là không muốn buông tha Hoang Thiên La bọn họ, thế nhưng là giết bọn hắn lại có ý nghĩa gì đây, hơn nữa giữ lại bọn họ cũng vô pháp từ bọn họ trong miệng căn bản không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Lúc này, Uma cùng Ngọc Kỳ Tử cũng từ bên cạnh trong cổ lâm đi ra, bọn họ cũng từ cái kia trong miệng vài người hỏi thăm một ít chuyện, đơn giản so sánh một lần. Phát hiện cái kia gầy gò lão giả cũng không có nói láo. Tiêu Phàm, lại tin tưởng lão tử ta một lần, một tháng phong linh kỳ đi qua sau, ta tới tìm tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm trong đầu lại truyền tới tử như huyết thanh âm. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, lúc này mới trầm giọng nói, cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần. Yên tâm đi, ta nhất định, tử như huyết vỗ ngực bảo đảm nói. Chỉ bất quá Tiêu Phàm căn bản mặc kệ hắn. Tâm thần thối lui ra khỏi không gian ý thức, cái này khiến tử như huyết thanh âm đột nhiên ngừng lại. Công tử, chúng ta bây giờ, Uma hướng về Hoang Long bộ lạc rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vừa rồi chúng ta đều chưa chắc có thể giết sạch bọn họ, hiện tại càng khó. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như có thể lưu lại tất cả mọi người, hắn căn bản sẽ không do dự, đây cũng là hắn không có động thủ một trong những nguyên nhân. Rời khỏi nơi này trước, trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm liền dẫn đầu hướng về Hoang Thiên La bọn họ rời đi tương phản phương hướng đi. Cuối cùng thời gian một tháng, chỉ cần kiên trì vượt qua, đám người bọn họ, liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Bạch Ma đám người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, cái này cũng là bọn họ ý tứ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, gặp gỡ hơn 10 cái còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng nếu là gặp gỡ hơn 100 người, cái kia có thể gặp phiền toái. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhục thân cường đại đã, căn bản không thể thi triển cổ thuật cùng cổ pháp. Rất nhanh, Tiêu Phàm một chuyến liền biến mất ở trong cổ lâm. Lại nói Hoang Thiên La bọn họ rời đi, một đường bay nhanh hơn 10 dặm, xác định Tiêu Phàm bọn họ không có đuổi theo lúc này mới dừng lại. Ta muốn giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Hoang Thiên La hung tợn gầm thét, tứ chi gân mạch bị đánh gãy, hắn hiện tại chỉ có nhục thân. Lại giống như phế nhân. Thiếu chủ không nên gấp, người kia tâm ngoan thủ lạt, chúng ta những người này hiện tại chưa chắc là đối thủ. Gầy gò lão giả lắc đầu,
trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bọn họ những người này muốn giết chết Tiêu Phàm bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ cho là mình tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại Tiêu Phàm ngoài ý muốn giết bọn hắn một người, đả thương bọn hắn một người, bọn họ lại ngược lại cho rằng Tiêu Phàm tâm ngoan thủ lạt, dạng này logic, bọn họ tất cả đều cảm thấy đương nhiên. Chờ phong linh kỳ đi qua, ta khôi phục tu vi, nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Hoàng Thiên La lạnh giọng nói, trên mặt tất cả đều là máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lấy thiếu chủ thực lực, muốn giết bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Gầy gò lão giả cười đập một cái sợ cái rắm. Bọn họ không hề hay biết, Hoàng Thiên La hai mắt bị mù, tứ chi kinh mạch cũng phế sự tình. Đối với đại đế cảnh mà nói, chỉ cần có thể khôi phục thần lực, chút thương thế này xác thực không phải là cái gì, chỉ là bọn hắn lại không biết, tổn thương bọn họ thế nhưng là đế giai luyện dược sư Tiêu Phàm. Hoàng Thiên La muốn khôi phục hai mắt cùng kinh mạch, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Một đám kẻ ngoại lai, tự nhiên không biết ta long giới long tộc cường hoành, ta nếu khôi phục đỉnh phong, giết hắn một ngón tay đủ để. Hoàng Thiên La tự tin nói. Bọn họ hồn nhiên không biết, Tiêu Phàm bọn họ cũng bị áp chế tu vi, phong ấn thần lực. Lão nô liền phái người theo dõi bọn họ là trốn không thoát thiếu chủ bàn tay. Gầy gò lão giả cười lạnh nói. Mấy người dừng lại lúc này mới tiếp tục hướng về Hoang Long bộ lạc chạy tới, ở phong linh kỳ bên trong, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. Không nói dã thú, chính là một chút côn trùng, có đôi khi đều đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Tiêu Phàm bọn họ rời xa cổ lâm, lần thứ hai tiến vào thảo nguyên, chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện một tháng, chờ đợi phong linh kỳ đi qua. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng thừa dịp phong linh kỳ còn chưa đi qua, toàn thân toàn ý luyện hóa cửu u chi khí, từ khi nhục thân đột phá đại đế cảnh thời khắc, Tiêu Phàm luyện hóa cửu u chi khí tốc độ lại nhanh không ít. Chỉ là, vô luận hắn làm sao luyện hóa, nhục thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngược lại là khí số lượng, vậy mà đạt đến hai hội nguyên nhiều. Ngược lại là linh hồn bản thể thu hoạch không nhỏ, trở nên càng thêm thuần tịnh vô hạ. Một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được biến hóa trong không khí, cái kia động lại thần linh chi khí bắt đầu trở nên sinh động, hít một hơi, toàn thân đều vô cùng thư thái. Phong linh kỳ đi qua, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, có tiếc hận, cũng có một tia thoải mái. Ta thực lực trở về, Bạch Ma cũng cười lớn không thôi, bỗng nhiên đạp không mà lên, hiện lên ở không trung, loại này có thể bay lượn cảm giác quá sung sướng. Tiêu Phàm bọn họ cũng đi theo, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Tiêu Phàm bọn họ liền tựa như mấy con tiểu côn trùng đồng dạng, bay lượn ở bụi cỏ phía trên. Thần lực và linh hồn chiếm được giải phong, có thể cái thế giới này sự vật vẫn như cũ vô cùng to lớn. Ngao ô lúc này. Một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm bọn họ ngừng thân hình, lại là nhìn thấy một đám sói xám từ đằng xa lao nhanh mà tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở bọn hắn chung quanh, hướng về phía bọn họ nhe răng trợn mắt, giết sạch thoáng hiện. Là nửa năm trước đầu kia lang, Tiêu Phàm nhận ra trong đó một đầu sói xám, bước đi chân thấp chân cao, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Rất hiển nhiên. Đám này lang là sói xám mang về cho nó báo thù. Các ngươi đáng chết, cái kia sói xám khập khiễng đi lên trước, nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm, sắc bén răng lấp lóe lấy lợi mang. A, à, nguyên lai biết nói chuyện, Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này sói xám làm sao dám trở về báo thù. Nguyên lai, phong linh kỳ đi qua, thực lực của bọn nó cũng đã nhận được giải phong, tất cả đều có thần vương cảnh trở lên lực lượng. Tự cho là có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm bọn họ, cho nên tới báo thù. Ngao ô lão sói xám nổi giận gầm lên một tiếng, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới, thần vương cảnh lực lượng mãnh liệt mà tới. Ngọc Kỳ Tử, Cung Tử Long, đều giết rồi a hát. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thật sự coi chính mình là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nhào nặn sao. Cung Tử Long cùng Ngọc Kỳ Tử hai người gật đầu tuân mệnh, bọn họ đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Ở đâu là đám này lang tộc đối thủ? Chỉ một lát sau thời gian, một đám sói xám tất cả đều bị hai người giết, lúc này, từng đợt nồng nặc mùi thịt ở trên thảo nguyên phiêu tán mà ra. Đáng tiếc, đồ gia vị mang không đủ, vị đạo không đủ ngon.
Tiêu Phàm cắn xuống một miệng lớn thịt, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, đáng tiếc, thần lực và linh hồn chi lực mặc dù chiếm được giải phong, nhưng trong cơ thể của bọn họ thế giới cùng không gian pháp bảo vẫn như cũ bị phong ấn lấy. Công tử, các người có phát hiện hay không, đám này lang tộc quỷ dị? U Ma đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Đám người lộ ra vẻ trầm tư, lúc này, Tiêu Phàm nói ra, ý của ngươi là, đám này sói xám rõ ràng chỉ là thông thường lang tộc, không nên có được thần vương cảnh thực lực. Đám người cũng rơi vào trong trầm tư, vấn đề này, bọn họ một mực chưa từng nghĩ tới, mà bây giờ nghĩ đến, lại là âm thầm kinh hãi không thôi. Một đầu thông thường dã lang, một cái thông thường côn trùng, vậy mà đều có được thần vương cảnh thực lực, suy nghĩ một chút quả thật có chút đáng sợ. Nếu như là một đầu thần thú, chẳng phải là, đám người không dám nghĩ tiếp, nếu thật là như vậy, vậy cái này tổ long bí cảnh cũng quá không đơn giản. Cái này cũng không cái gì, tổ long bí cảnh sinh linh, hàng năm bị long khí hun đúc, hơn nữa giới này pháp tắc khác biệt, toàn bộ sinh linh nhục thân đều rất cường đại. Tử Như Huyết lơ đễnh bĩu môi nói. Có đúng không, Tiêu Phàm trong lòng có chút hoài nghi. Người có tin hay không chuyện không liên quan đến ta. Bất quá các ngươi nếu là gặp gỡ giới này đại đế cảnh đỉnh phong, cần phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tử Như Huyết ân cần nhắc nhở nói. Câu nói này Tiêu Phàm ngược lại là ghi ở trong lòng, một cái có thể thai nghén tổ long mạch chi linh thế giới, tự nhiên có nó bất phàm địa phương. Đám người cũng không đang tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là bắt đầu ăn như gió cuốn, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thịt. Siêu siêu lúc này. Từng đạo thanh âm huyên náo từ bốn phía trong bụi cỏ truyền đến, Tiêu Phàm bọn họ nhìn nhau, bỗng nhiên hướng về chân trời lao đi. Oanh, mấy người vừa mới tại chỗ biến mất, bọn họ vị trí, liền bị vô số lợi mang oanh sát, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ đều biến thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm mấy người ngừng trên không trung, cũng không có đào tẩu, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào nhiều vô số thân ảnh, đó là từng đầu đủ mọi màu sắc thần long. Tất cả đều mặt mũi dữ tợn, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm bọn họ, trên người tản ra khí thế ngút trời. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào trong đó một đầu hắc sắc thần long trên đầu, nơi đó, đứng đấy cả người khoác chiến bào màu đen thanh niên khôi ngô. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay buông xuống, không có chút nào khí lực, bất quá sắc mặt của hắn lại là hết sức dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ở hắn một bên, còn đứng một cái gầy gò lão giả, vẻ mặt âm ngoan nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Hoàng Thiên La, Bạch Ma nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Không sai, người tới chính là Hoang Long bộ lạc Hoàng Thiên La, lần trước bị Tiêu Phàm hủy hai mắt, cắt đứt tứ chi gân mạch, nguyên bản hắn cho rằng phong linh kỳ đi qua liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao, chút thương thế này đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng mà, để Hoang Thiên La tuyệt vọng là, vô luận hắn sử dụng biện pháp gì, hắn đều không cách nào khôi phục hai mắt, hai tay kinh mạch cũng khó có thể phục hồi như cũ. Hắn hoa cái giá rất lớn, mới để cho mình có thể đứng lên, nhưng hắn bây giờ đã giống như phế nhân, chiến lực đại giảm. Tất cả những thứ này, cũng là Tiêu Phàm mang cho hắn, Hoang Thiên La trong bóng tối phát thệ, nhất định phải gấp trăm ngàn lần phụng trả lại Tiêu Phàm. Trừ bỏ tên kia bên ngoài. Những người khác giết không tha. Hoàng Thiên La nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là dùng hết toàn lực tê hét ra, về phần hắn, ta muốn tự tay đào hắn hai mắt, sau đó đem trên người của hắn thịt từng khối cắt bỏ. Hoàng Thiên La chưa từng có như thế hận qua một cái người, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Giết, gầy gò lão giả gầm thét một tiếng, dẫn đầu tốt lấy Tiêu Phàm bọn họ đánh giết mà tới, mặt khác Hoang Long bộ lạc tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ. Nhìn thấy Hoang Long bộ lạc người giết đến, Bạch Ma ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Tiêu Phàm, đang đợi Tiêu Phàm quyết định. Vậy liền giết đi, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, mở ra tay phải, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, mà hậu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Chỉ một thoáng, từng khỏa long đầu ném đi mà lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không ngừng. Đứng ở long đầu bên trên Hoang Thiên La linh hồn chi lực bắt một màn này. Sắc mặt hoảng sợ, hắn vẫn cho là Tiêu Phàm chỉ là nhục thân cường đại một điểm mà thôi, thực lực chân chính cũng không làm sao. Chờ hắn khôi phục đỉnh phong thực lực,
giết Tiêu Phàm chỉ là cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm tốc độ vậy mà đáng sợ như thế, nhanh đến Hoang Long bộ lạc tu sĩ tất cả đều phản ứng không kịp, liền đã thân tử đạo tiêu. Không có khả năng, ta Hoang Long bộ lạc chính là long giới đỉnh cấp thế lực, nhục thân càng là cường đại vô song, làm sao có thể bị một cái kẻ ngoại lai đổ sát. Hoàng Thiên La hoảng sợ lẩm bẩm. Nếu là Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cái này Hoàng Thiên La thật sự là quá tự luyến, cũng quá tự cho là đúng. Hắn không có dừng lại, cầm trong tay Tu La kiếm, tựa như đang thu hoạch lúa mạch đồng dạng, những nơi đi qua, chỉ có huyết vũ. Vô số cỗ to lớn thi thể hướng về hư không rơi xuống phía dưới, huyết vũ huy sái trời cao, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều bị huyết vũ bao trùm, giống như một mảnh Tu La trường. Hoàng Thiên La đại khái mang đến 400 Hoang Long bộ lạc tu sĩ, trong đó đại đế cảnh nhiều đến hơn 100 người, càng là không thiếu đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Thực lực như vậy, đã đủ để hủy diệt đại bộ phận đại đế cảnh tu sĩ, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại bất quá cũng chỉ như vậy. Giờ khắc này, Hoàng Thiên La phát ra từ nội tâm sợ hãi, những người này, đều là hắn bí mật mang ra Hoang Long bộ lạc báo thù. Nếu là bị phụ thân hắn biết rõ, cái kia có thể gặp phiền toái. Đến thời khắc này, Hoàng Thiên La còn chỉ muốn làm sao cùng Hoang Long bộ lạc lãnh chúa bàn giao chuyện hôm nay, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề, đó chính là hắn phải chăng có mệnh còn sống rời đi nơi này, lại đi lo lắng những chuyện khác. Ha ha, thống khoái. Bạch Ma bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đại khai sát giới, bọn họ cũng hơi hơi kinh ngạc, bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng dạng đầu nhập vào đổ sát Hoang Long bộ lạc tu sĩ. Nhìn xem Hoang Long bộ lạc tu sĩ càng ngày càng ít, Hoàng Thiên La nhịp tim càng lúc càng nhanh, thiếu chút nữa thì nhảy ra cổ họng, hắn lại cũng không đứng được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu chủ, đi mau, gầy gò lão giả từ trong huyết vụ xông ra, đi tới Hoàng Thiên La trước người, lại là phát hiện, Hoàng Thiên La ngồi xuống long tộc tu sĩ không ngừng run rẩy. Nơi nào còn có trốn chạy dũng khí. Hồng hộc, Tiêu Phàm khe khẽ chém một cái, một đạo lợi mang bỗng nhiên rơi vào gầy gò lão giả trên người, một đạo máu tươi từ gầy gò lão giả trên người bắn ra, thân thể của hắn nhanh chóng mà động. Cũng liền mỗi một cái hô hấp không tới thời gian, Hoàng Thiên La chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lại là nhìn thấy một chuôi yêu dị trường kiếm chống đỡ ở cổ họng của hắn phía trên. Ngươi, Hoàng Thiên La dọa cho phát sợ, nói chuyện đều có chút run rẩy. Giờ phút này, hắn nơi nào còn dám sách giết Tiêu Phàm sự tình, Tiêu Phàm không giết hắn, hắn liền phải thiêu cao hương. Làm sao, ngươi còn tưởng rằng có thể giết chết được ta? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, nhìn thấy nụ cười này, Hoàng Thiên La không khỏi sợ run cả người, không khỏi nhớ tới một tháng lúc trước sự tình. Bất quá hắn lại ra vẻ bình tĩnh, căm tức nhìn Tiêu Phàm, khinh thường nói, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm ứng phó ta. Để cho ta không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa thì có chút tức giận, nhàn nhạt lắc đầu nói, Hoàng Thiên La đúng không, ngươi quá tự cho là đúng. Dứt lời, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm khẽ run lên, chán phóng lăng lệ chi quang, chuẩn bị giết Hoàng Thiên La. Tiêu Phàm, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm trường kiếm lập tức ngừng trên không trung. Hơi kinh ngạc nhìn xem nguồn thanh âm phương hướng. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, trường kiếm trong tay ở Hoàng Thiên La trên cổ ngừng lại, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Hoàng Thiên La thân thể khẽ run, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn liền đầu dọn nhà, bị chết Tiêu Phàm tay. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có để ý Hoàng Thiên La sự sống còn, ngược lại 10 điểm kinh ngạc. Có người lại có thể gọi ra tên thật của hắn. Phải biết, hắn tiến vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ đến nay, vẫn luôn là dùng biệt hiệu A, biết rõ hắn tên thật người, một bàn tay liền đếm ra. Nhưng những người kia đều biết hắn thực lực, nào dám nhường hắn dừng tay. Lúc này, mấy đạo thân ảnh tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt, cầm đầu là hai người, một cái trung niên nam tử cùng một thanh niên nam tử. Trung niên nam tử cùng Hoàng Thiên La lớn lên giống nhau đến mấy phần, Tiêu Phàm trước tiên đoán được thân phận của hắn, hẳn là Hoàng Thiên La phụ thân, cũng chính là Hoang Long bộ lạc lĩnh chủ. Chỉ bất quá,
Tiêu Phàm ánh mắt lại là dừng lại ở người thanh niên nam tử kia trên người, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nói, Hoàng Vô Cương. Không sai, mở miệng gọi lại không phải là hắn người khác, chính là Hoàng Vô Cương, nhân tộc năm đại thánh tử một trong. Tiêu Phàm đã từng từ Lãng Thiên trong miệng biết được, Hoàng Vô Cương đi đến Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, có thể Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ cực kỳ cuồn cuộn, muốn đụng tới quá khó khăn. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Hoàng Vô Cương, hơn nữa có vẻ như Hoàng Vô Cương còn cùng Hoang Long bộ lạc người pha trộn ở cùng nhau. Theo Hoàng Vô Cương cái kia hét lớn một tiếng, bốn phía chiến đấu bỗng ngưng một cái, Hoang Long bộ lạc người hận hận trừng mắt Tiêu Phàm, đứng ở Hoang Long bộ lạc lãnh chúa sau lưng. Tiêu Phàm, còn không thả Thiên La huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Hoàng Vô Cương lập tức tức giận quát lớn. Hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Tiêu Phàm không có phục tùng mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Ngươi Tiêu Phàm mặc dù lần trước may mắn chiến thắng ta, liền thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Ta Hoàng Vô Cương mới là nhân tộc năm đại thánh tử một trong, hơn nữa, lần trước ngươi thật sự cho rằng ta toàn lực ứng phó sao. Ở Hoàng Vô Cương trong lòng, hắn chưa bao giờ cho rằng Tiêu Phàm thực mạnh hơn hắn, chỉ là Tiêu Phàm so với hắn càng liều mà thôi. Nếu hắn đem tất cả át chủ bài lấy ra, Tiêu Phàm khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Hoàng Vô Cương, hắn thật không biết cái này bại tướng dưới tay từ đâu tới tự tin và dũng khí, vậy mà mệnh lệnh hắn làm việc. Nếu như Hoàng Vô Cương hảo ý nói với hắn, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi thả Hoàng Thiên La, dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ. Người điếc sao, ta nhường ngươi thả Thiên La huynh, không nghe thấy sao? Hoàng Vô Cương nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, ngữ khí biến phải càng thêm băng lạnh. Hoàng Thiên La nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà không còn dám giết bản thân, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ Hoàng Vô Cương đây. Nhất là Tiêu Phàm thân thể đều đang khẽ run lấy, hắn lập tức trở nên càng phách lối hơn lên, dù là bị Tiêu Phàm sử dụng kiếm chống đỡ lấy cổ, cũng không sợ hãi. Còn không thả ta, muốn chết phải không? Hoàng Thiên La âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch, qua tiếp theo nhất định phải Tiêu Phàm mệnh. Phốc phốc, chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền cảm giác trên cổ truyền đến một tiếng vang giòn, tựa như một tấm vải bị xé toang đồng dạng, ngay sau đó một cỗ ý lạnh cuốn tới. Hoàng Thiên La chỉ cảm giác đầu của mình lật lăn lộn mấy vòng, hướng về trên không bay đi, lập tức có chút đầu váng mắt hoa. Mà khi hắn nhìn về phía dưới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm hờ hững đứng ở cái kia. Mà ở Tiêu Phàm trước người, còn có một bộ thi thể không đầu. A, người kia quần áo cùng ta xuyên một dạng. Hoàng Thiên La kinh nghi một tiếng, bỗng nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn mới phản ứng được, cái kia thi thể không đầu chính là nhục thể của hắn, đầu của hắn bị chém bay. Thời gian dường như qua thật lâu, nhưng lại liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Hoàng Thiên La chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ hắn, mang theo hắn hướng đi vô tận băng lãnh. Hai cái thời gian hô hấp về sau, Hoàng Thiên La đầu rơi trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ còn duy trì hoảng sợ khuôn mặt, chỉ là, hắn lại cũng không có bất luận cái gì sinh sống. Tiêu Phàm giết người, lại làm sao có thể sống thêm tới đây chứ? Hỗn trướng, người dám giết ta nhi? Hoàng Vô Cương bên người trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao cả mảnh trời khung đều để vào mở đi. Bốn phía tu sĩ cũng là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất ngông cuồng, có thể đây cũng quá cuồng rồi a hát, vậy mà ngay trước Hoang Long bộ lạc lãnh chúa mặt, giết hắn nhi tử. Bạch ma bọn họ ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, bởi vì đây mới là Tiêu Phàm làm người, hắn nếu động thủ, quản ngươi nha chính là ai. Huống hồ, chính là bọn họ. Cũng vô cùng khó chịu Hoàng Vô Cương ngữ khí, khiến cho Tiêu Phàm là thuộc hạ của ngươi một dạng. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết. Hoàng Vô Cương cũng là giận tím mặt, vì Tiêu Phàm không phục mệnh lệnh của hắn mà tức giận. Hắn nhưng là nhân tộc năm đại thánh tử một trong, tại cái khác thí luyện cổ lộ, hắn mới là chủ đạo người, Tiêu Phàm lại dám làm trái hắn, hơn nữa còn giết Hoàng Thiên La, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Chết đi cho ta, mà lúc này... Hoàng Thiên La phụ thân đã tới Tiêu Phàm trước người, hai tay kết ấn, một trường hung hăng giận đập mà xuống. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại,
đồng thời kích động nhục thân lực lượng, một quyền nghênh đón. Điều động thần lực một sát na này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt, nhục thân có một loại không nói ra được thoải mái. Thánh đế cảnh nhục thân, Tiêu Phàm trong lòng sáng lên, hắn cũng đúng lúc thăm dò một lần tổ long bí cảnh bên trong đại đế cảnh cường giả tối đỉnh lực lượng làm sao. Oanh, quyền trưởng giao kích, mãnh liệt cương phong giống như lợi nhận một dạng cắt hư không, phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong, nhấc lên cuồng phong bạo vũ, hư không tất cả đều vỡ nát ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Hoang Thiên La trong mắt phụ thân đồng thời hiện lên vẻ kinh dị, sau đó nhao nhao lui về sau mấy bước. Thật là mạnh nhục thân, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi, bàn tay của hắn hơi có chút run lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể cùng hắn nhục thân so sánh. Hơn nữa, hắn bây giờ nhục thân còn đột phá đến thánh đế cảnh cấp độ. Tiêu Phàm, còn không cho Hoang lãnh chúa quỳ xuống nhận lầm, có lẽ Hoang lãnh chúa sẽ còn cho ngươi một cái thông khoái. Lúc này, Hoang Vô Cương cái kia thanh âm đáng ghét vang lên lần nữa. Quỳ xuống nhận lầm, Tiêu Phàm nhíu mày, cái này Hoang Vô Cương chẳng lẽ đầu bị con lừa kẹp, muốn ta cho hắn quỳ xuống nhận lầm. Ngươi nhà tính là thứ gì, dám đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Phàm khó chịu nhìn xem Hoang Vô Cương, lạnh lùng nói, ta quen với ngươi lắm sao? Ta chính là nhân tộc năm đại thánh tử, ngươi thân là nhân tộc, lẽ ra nghe theo ta. Hoang Vô Cương một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngữ khí 10 điểm cường thế. Ở đâu ra chó sủa, U Ma đều không nhìn nổi, quát lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên cho Hoang Vô Cương một chút giáo huấn. Tốt một cái nhân tộc năm đại thánh tử, Tiêu Phàm ngăn lại U Ma, trong lòng cực kỳ khinh thường, ngoạn vị nhìn xem Hoang Vô Cương, nói, như vậy liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không phải hắn xem thường Hoang Vô Cương, mà là Hoang Vô Cương căn bản không có cái gì là đáng giá hắn coi trọng. Nếu như quả thực là muốn nói một điểm, đó chính là hắn thân phận. Đương nhiên, không phải cái kia năm đại thánh tử thân phận, mà là hắn thân làm man hoang cổ cương hoang gia chính thống thiếu chủ, tương lai thế nhưng là trưởng quản hoang gia nhân vật. Vô tận thần phủ bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ, xa xa không có đến có thể cùng man hoang cổ cương tranh phong cấp độ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm trực tiếp diệt Hoang Vô Cương, man hoang cổ thành hoang gia cũng chưa chắc dám thả một cái rắm. Hoang Vô Cương sắc mặt tái xanh hết sức, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại như thế không nhìn hắn, tốt xấu hắn cũng là năm đại thánh tử một trong a. Tiêu Phàm, người thật sự cho rằng lần trước ta cố ý nhường ngươi ăn chút lợi lộc, ngươi liền không coi ai ra gì. Hoang Vô Cương con người băng lãnh, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Lần trước hắn bại ở trong tay Tiêu Phàm, mặc dù không có thi triển toàn lực, thế nhưng chỉ ít phát huy 80% lực lượng. Nhưng ở hắn trong miệng, lại trở thành cố ý thua với Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Hoang Vô Cương tự luyến thì cũng thôi đi, làm sao cùng Hoang Thiên La một dạng, cũng như vậy tự cho là đúng đây. Chúng ta đi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng khoát khoát tay, hắn lười nhác ở trong này cái Hoang Vô Cương lãng phí nước bọt, chí ít, hắn bây giờ còn không thể giết Hoang Vô Cương. Như qua vô tận thần phủ không kém gì hoang gia. Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm đem hắn đè xuống đất ma sát. Muốn đi, ta nhường ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, Hoang Vô Cương còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức tùy tiện cười một tiếng, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Vô Cương công tử, Hoang Thiên La phụ thân nhìn thấy Hoang Vô Cương dám ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao thủ, thế nhưng là cơ hồ dùng 80% lực lượng a. Lại không làm gì được Tiêu Phàm, mà trước đó hắn cũng cùng Hoang Vô Cương giao thủ qua, Hoang Vô Cương cùng hắn 80% lực lượng đều có một chút chênh lệch, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây? Không ngại, việc này ta sẽ còn Hoang lãnh chúa một cái công đạo. Không đợi Hoang Thiên La nói xong, Hoang Vô Cương liền cắt đứt Hoang lãnh chúa lời nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Hoang lãnh chúa trầm ngâm lúc này, cũng không có phản bác Hoang Vô Cương lời nói, dù sao. Hoang Vô Cương tự tin như vậy, nghĩ đến khẳng định không e ngại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, bản thân chuẩn bị buông tha Hoang Vô Cương một ngựa, nhưng hắn không nghĩ tới, Hoang Vô Cương vậy mà cùng bản thân mạnh mẽ chống đỡ lên rồi. Tiêu Phàm, hiện tại dập đầu nhận lầm còn kịp, nếu là bức ta xuất thủ, tuyệt không ngươi sức hoàn thủ.
Hoàng Vô Cương hai tay vác sau lưng, quan sát Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một con kiến hôi. À, Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm, chẳng lẽ cái này Hoàng Vô Cương đã đột phá đến thánh đế cảnh sao? Cũng chỉ có đột phá thánh đế cảnh, hắn mới dám lớn lối như vậy à. Thế nhưng là, Hoàng Vô Cương không phải còn muốn đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến sao? Nếu như đột phá thánh đế cảnh, hắn cũng liền đã mất đi tư cách dự thi à. Tiêu Phàm, nghĩ đến người cũng biết vạn tộc thiên tài bảng, người có biết ta ở bao nhiêu tên? Hoàng Vô Cương đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, khí tức trên thân như có như không nở rộ. Đây là đại đế cảnh khí tức à. Cảm nhận được Hoàng Vô Cương khí tức trên thân, Tiêu Phàm càng thêm hồ nghi. Hắn quét vạn tộc thiên tài bảng một cái, phía trước 500 tên, căn bản không có tên của hắn à, thật không biết tự tin của hắn từ đâu tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Hoàng Vô Cương lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nói, ha ha, ngươi không nghĩ tới à, bản đế bây giờ ở trên vạn tộc thiên tài bảng hạng 2348, làm sao, ngươi chịu phục sao? Nói ra lời này thời khắc, Hoàng Vô Cương trên mặt đều là nồng nặc vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà, Tiêu Phàm đám người lại là tập thể trầm mặc, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Hoàng Vô Cương, Cung Tử Long cùng Ngọc Kỳ Tử càng là kém chút bật cười. Hạng 2348, người Hoàng Vô Cương liền như vậy ngạo kiều. Nếu như người muốn là tiến nhập 500 người đứng đầu, chẳng phải là muốn thượng thiên. Thế nào, sợ rồi sao? Hoàng Vô Cương cười ngạo nghễ nói. Phốc phốc, Tiêu Phàm còn không có chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một trận tiếng chê cười vang lên, lại là Ngọc Kỳ Tử, Cung Tử Long đám người không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Ngay cả một mực thần sắc nghiêm túc U Ma, cũng nhịn không được cười lên. Bọn họ mới vừa rồi còn thực bị Hoàng Vô Cương tự tin làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng Hoàng Vô Cương là vạn tộc thiên tài bảng trước 10 vị trí đầu cái nào đại nhân vật đây. Tiêu Phàm thế nhưng là đánh bại vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 19 Long U Vũ A, người nhà, hơn 2.000 tên, cũng không cảm thấy ngại ở trong này khoe khoang. Công tử, ta rất sợ sợ A, làm sao bây giờ? Ngọc Kỳ Tử che ngực, vẻ mặt hoảng sợ nói. Công tử, chúng ta mau chạy đi. Cung Tử Long cũng ra vẻ kinh hãi nói. U Ma đám người lại là nhàn nhạt lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, đối với thân làm nhân tộc Hoàng Vô Cương mà nói, xếp hạng hơn 2.000 tên xác thực đáng giá cao hứng. Dù sao thế hệ này vạn tộc thiên tài bảng, thế nhưng là vạn cổ thiên tài xuất thế, có thể tiến vào hơn 2.000 tên, đã rất khó. Nhưng ở U Ma bọn họ xem ra, Hoàng Vô Cương cử động, không khác cùng một cái tên ăn mày đang cười nhạo hoàng đế, nói nhà mình tài bạc triệu đồng dạng, là biết bao buồn cười. Cung Tử Long, còn không qua đây. Hoàng Vô Cương không có chút nào cảm nhận được Tiêu Phàm bọn họ trào phúng, mà là đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Cung Tử Long nói. Cung Tử Long nhún nhún vai, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở Hoàng Vô Cương cùng Tiêu Phàm tầm đó, hắn lựa chọn ai, cái này còn cần nghĩ sao? Huống chi, hắn cung gia cũng là man hoang cổ cương nhị lưu gia tộc, cho dù không bằng hoang gia, nhưng là không cần thiết như thế bó tay bó chân. Ta lấy nhân tộc năm đại thánh tử thân phận, mệnh lệnh ngươi qua đây. Hoàng Vô Cương quát lạnh nói, mạnh mẽ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Cung Tử Long cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Tiêu Phàm quá lâu, tầm mắt của hắn tự nhiên cũng cao hơn, cái này đã sớm không đem Hoàng Vô Cương để ở trong mắt. Liền Long U Vũ cấp độ kia tuyệt thế thiên kiêu đều rằng co qua, một cái vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 2.000 tên ra ngoài người, có đáng giá gì hắn cung kính đối đãi đây. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn thực sự là bó tay rồi, Hoàng Vô Cương tự tin, lại chính là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng hơn 2.000 tên. Nói xong, Tiêu Phàm mấy người trực tiếp thẳng hướng lấy cùng Hoàng Vô Cương phương hướng ngược nhau đi đến, Hoàng Long bộ lạc tu sĩ căn bản không dám ngăn cản. Tiêu Phàm, Cung Tử Long, các ngươi đem ta. Hoàng Vô Cương tức giận, gào thét không thôi. Ngươi cao hứng liền tốt, Tiêu Phàm vẫn như cũ nhẹ nhàng phất tay, cũng không quay đầu lại nói ra. Ai từng thấy một cái hoàng đế sẽ đi chế giễu một cái tên ăn mày, một cái ngàn vạn phú ông trở về chế giễu một cái liền ăn cơm đều khó khăn người. Đó là không có khả năng. Nếu như vậy làm, vậy căn bản chính là ở rèm pha thân phận của mình cùng địa vị. Nhưng Tiêu Phàm không nhìn, ở Hoàng Vô Cương xem ra, lại là đối với hắn nhục nhã. Hắn lại cũng không chịu nổi lửa giận trong lòng, trên người chán phóng nhức mắt tử quang,
sau lưng ẩn ẩn có một tôn hư ảnh hiện lên, phóng thích người ngập trời khí tức. Tất nhiên không quỳ, vậy ta liền tự tay để cho các ngươi quỳ xuống. Hoàng Vô Cương hét giận dữ một tiếng, chí tôn hoàng thể thôi động thời khắc, toàn lực hướng về Tiêu Phàm bọn họ một quyền oanh sát mà xuống. Hoàng Vô Cương một quyền này nếu là đánh vào người bình thường trên người, trễ tránh né mà nói, tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, Tiêu Phàm bọn họ lại là cũng không quay đầu lại, tựa như hoàn toàn không thấy Hoàng Vô Cương tồn tại, cái này khiến Hoàng Vô Cương càng thêm tức giận không thôi. Hắn tiến vào Tổ Long bí cảnh, tự nhiên cũng là vì Tổ Long mạch chi linh mà đến, chỉ bất quá hắn Hoàng gia cùng Hoàng Long bộ lạc có chút đặc thù huyết mạch quan hệ. Cho nên hắn nghĩ lấy được Hoàng Long bộ lạc tín nhiệm, đến lúc đó Tổ Long mạch chi linh xuất hiện về sau, có thể giúp hắn tranh đoạt. Nhưng hiện tại, Hoàng Thiên La bị Tiêu Phàm giết chết, Hoàng Vô Cương thân làm nhân tộc, Hoàng Thiên La phụ thân nhất định sẽ trách cứ hắn Hoàng Vô Cương trên người, đến lúc đó nếu là không giúp hắn, Hoàng Vô Cương tranh đoạt Tổ Long mạch chi linh cơ hội cơ hồ là không. Bởi vậy, Hoàng Vô Cương nhất định phải cùng Tiêu Phàm rũ sạch sở quan hệ, càng là lấy năm đại thánh tử một trong thân phận tự cho mình là, muốn một lần nữa lấy được Hoàng Thiên La phụ thân tín nhiệm. Vì Tổ Long mạch chi linh, dù là chỉ cần còn có một chút hy vọng, coi như Tiêu Phàm bọn họ chết thì đã có sao đây. Hắn nhưng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng hơn 2.000 tên, tương lai tất nhiên là tiềm long bay cửu thiên. Nhân tộc không có mấy người là hắn đối thủ, lại làm sao có thể bỏ lỡ tranh đoạt Tổ Long mạch chi linh cơ hội đây. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Cương trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, khí thế trên người lần nữa tăng vọt mấy lần, trong lòng lạnh giọng nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Dứt lời, Hoàng Vô Cương nghĩa vô phản cố một trường nộ oanh mà xuống, hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm một chuyến bị hắn một bàn tay oanh thành thịt nát một màn. Thứ không biết chết sống. Mắt thấy hắn trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm một chuyến bên trong bỗng chuyển đến quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng đạp không mà lên, đón lấy Hoàng Vô Cương trưởng cương. Hoàng Vô Cương tựa như đã sớm dự kiến đến Tiêu Phàm bọn họ sẽ phản kháng, hắn trưởng cương không nhanh không chậm rơi xuống, lúc này Tiêu Phàm nhân tài của bọn họ xuất thủ, đã chậm. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ phản kích chẳng qua là hắn một cái thuộc hạ mà thôi. Liền Tiêu Phàm chính mình cũng không có lên vạn tộc thiên tài bảng, hắn một cái cấp dưới, lại làm sao có thể ngăn trở hắn đây. Hoàng Vô Cương khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm bọn họ, Hoàng lãnh chúa nhất định sẽ lần thứ hai tán thành hắn. Chỉ là, Hoàng Vô Cương nụ cười rất nhanh liền ngưng kết tại chỗ, sau đó bị sợ hãi thay thế. Chỉ thấy cánh tay của hắn răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy xương, xương vỡ bay tứ tung. Đau khổ kịch liệt truyền khắp Hoàng Vô Cương toàn thân. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu, đối phương quyền cương uy lực không giảm mảy may, hủy diệt cánh tay của hắn về sau, lại là một quyền đánh vào Hoàng Vô Cương ngực. Trong nháy mắt đó, Hoàng Vô Cương cảm giác bị một cái thế giới nghiền ép, ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ nát, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sau đó, hắn nửa người nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập tại hư không, còn dư lại thân thể như là sao băng hướng về thiên vũ bay đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vô Cương nhục thân mới từ không trung giáng xuống, trọng trọng đập trên mặt đất, mấy ngọn núi đều kịch liệt run một cái. Xa xa Hoàng lãnh chúa thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, hắn cho rằng Tiêu Phàm đã đầy đủ mạnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, mạnh nhất dĩ nhiên là hắn một cái thuộc hạ. Một trường. Vậy mà liền đem Hoàng Vô Cương đánh bại, hơn nữa không rõ sống chết. Bậc này thực lực, cho dù hắn cũng chỉ đến như thế, thậm chí còn có chút không bằng. Quá yếu, U Ma phủi tay, nhìn cách đó không xa phế tích một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Vạn tộc thiên tài bảng hơn 2.000 tên, lại có thể cùng hắn cái này hơn 400 tên người so sánh. Không chết đi, Tiêu Phàm nhíu mày, nếu là giết chết Hoàng Vô Cương. Việc này bị man hoang cổ cương người biết rõ, cái kia vô tận thần phủ coi như phải xui xẻo. Yên tâm, công tử để ta tha cho hắn một mạng, ta ra tay vẫn có nặng nhẹ. U Ma cung kính gật đầu nói. Ra tay có nặng nhẹ, xa xa Hoàng Long bộ lạc tu sĩ nghe được, khóe miệng một trận cuồng rút, người nha, một quyền thiếu chút nữa đem Hoàng Vô Cương nhục thân đều bắn cho bạo, còn gọi có nặng nhẹ. Người nha nếu là toàn lực ứng phó. Cái kia Hoàng Vô Cương chẳng phải là đã vẩy khắp thiên địa,
cái gì đều không thừa phía dưới. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cần Hoang Vô Cương bất tử, giáo huấn hắn một trận, vậy cũng không tính là gì. Nói xong, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, lưu lại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cần phải đi tìm tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm, người dám âm ta, cũng đúng lúc này, xa xa phế tích truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ là cái này thanh âm có chút hữu khí vô lực. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Hoang Vô Cương từ phế tích leo ra, máu me khắp người, bị oanh bạo nhục thân cùng cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt trắng bạch, không có chút huyết sắc nào. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Hoang Vô Cương, ta cũng đã làm cho người tha cho ngươi một mạng, ngươi lại muốn làm sao? Tiêu Phàm, ngươi vậy mà từ bỏ nhân tộc tôn nghiêm, trở thành long tộc nô lệ, thân ta là nhân tộc, vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Hoang Vô Cương lại tự lo không xong nói đến. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, Tiêu Phàm thực lực hắn được chứng kiến, coi như mạnh hơn hắn cũng sẽ không mạnh nhiều như vậy, vừa mới đánh bay hắn u ma thực lực lại làm cho có chút tuyệt vọng. Hắn thấy, tuyệt đối là Tiêu Phàm trở thành u ma nô tài, cho nên u ma mới có thể ở lúc mấu chốt xuất thủ. Tiêu Phàm đã bị Hoang Vô Cương ý nghĩ đánh bại, hắn đây nha chính là cái gì tư duy? Ta lại lúc nào làm long tộc nô tài? Làm sao ngay cả ta chính mình cũng không biết. U ma đám người khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hoang Vô Cương đã không cứu nổi. Người này quá tự cho là đúng, tự cho là vô địch thiên hạ, đoạt được vạn tộc thiên tài bảng hơn 2.000 tên liền không coi ai ra gì, thực không phải bình thường, thật đáng buồn. Tiêu Phàm, ngươi nếu có gan, đừng để chủ tử của ngươi xuất thủ, cùng ta công bằng một trận chiến. Hoang Vô Cương nhe răng trợn mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Phàm. Trong lòng của hắn lại ở tính toán, chủ nhân của hắn nhất định là vạn tộc thiên tài bảng top 1.000 nhân vật, bằng không không có khả năng mạnh như vậy, bất quá, bằng vào ta thực lực, coi như giết không chết Tiêu Phàm, đánh bại hắn cũng không khó. Tiêu Phàm đám người cổ quái nhìn xem Hoang Vô Cương, trong lòng không khỏi âm thầm hoài nghi, tiểu tử này sợ không phải có bị bệnh không, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm ngoắc ngón tay, hy vọng ngươi đừng hối hận. Dứt lời, u ma đám người tất cả đều lui rất xa xa, một bộ ta sẽ không nhúng tay bộ dáng. Hoang Vô Cương nhe răng cười một tiếng, lập tức thi triển cực tốc phóng tới Tiêu Phàm. Đám người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí, phần lớn người cho rằng, vừa rồi Hoang Vô Cương còn đang ẩn giấu đi thực lực. Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một quả trứng gà. 3. Một tiếng vang giòn, Hoang Vô Cương biến thành tàn ảnh đột nhiên hiện ra, đứng ở hư không không nhúc nhích, trên cổ của hắn lại là thêm một cái bàn tay. Cái gì, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, đó là bàn tay chủ nhân không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Ngươi thực rất yếu, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, bình tĩnh phun ra mấy chữ. Ngươi thực rất yếu, nghe nói như thế, Hoang Vô Cương chỉ cảm thấy hô hấp một trận ngạt thở, toàn thân huyết mạch phún trương. Sắc mặt càng là kìm nén đến đỏ bừng hết sức. Hắn nhưng là nhân tộc năm đại thánh tử một trong A, làm sao có thể yếu. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm một tay cầm lấy cổ của hắn, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không có ý nghĩa, đây không phải yếu, thì là cái gì chứ? Chỉ một thoáng, Hoang Vô Cương một thân kiêu ngạo toàn bộ băng vỡ nát, trong lòng không ngừng tự hỏi, vì sao? Vì sao cái này nho nhỏ địa vực người đi ra ngoài, sẽ cường đại như thế? Liền chính mình cái này nhân tộc thánh tử vầng sáng đều bị cướp đi. Đừng dùng ngươi ngu xuẩn, đến khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, như ném rác rưởi một dạng đem Hoang Vô Cương ném ra xa mười mấy trượng, tại mặt đất trượt ra rất xa mới dừng lại. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Hoang Vô Cương toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân ở trong tay Tiêu Phàm vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn rõ ràng còn có thật nhiều át chủ bài không có lấy đi ra a. Hoàng lãnh chúa trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng hắn liền mối thù giết con cũng không dám báo, không tránh khỏi muốn đem bọn họ Hoang Long bộ lạc cho góp đi vào. Trước kia tiến vào long giới người, thực lực không có mạnh như vậy a. Hoàng lãnh chúa trong lòng cũng 10 điểm không hiểu, theo bọn họ bộ lạc cổ tịch ghi chép,
lịch đại tiến vào long giới tu sĩ một dạng cũng chỉ có Hoang Vô Cương bậc này trình độ mà thôi. Nhưng hiện tại, Hoang Vô Cương lại bị người một chiêu chế phục, thực lực chênh lệch cũng quá khác xa. Bạch Ma bọn họ cũng không chút do dự đi theo Tiêu Phàm bước chân, bọn họ cũng tính kiến thức qua tổ long bí cảnh thế lực cao cấp thực lực, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Cung tử long đi ở cuối cùng, đồng tình nhìn Hoang Vô Cương một cái, hờ hững nói, vạn tộc thiên tài bảng hơn 2.000 tên, rất mạnh sao. Đoạn thời gian trước, Long U Vũ không phải cũng thua ở công tử trong tay. Dứt lời, cung tử long hất lên áo bào rời đi, bất quá lời của hắn lại còn dường như sấm sét vang vọng ở Hoang Vô Cương bên tai. Long U Vũ, Hoang Vô Cương con người bỗng nhiên co rụt lại, Long U Vũ không phải vạn tộc thiên tài bảng người thứ 19 sao, đây chính là đã từng một thời đại vương giả a. Hắn vậy mà cũng thua ở Tiêu Phàm trong tay. Long U Vũ từ người thứ 19 rơi xuống người thứ 20, chẳng lẽ là bị Tiêu Phàm đánh bại? Hoang Vô Cương không thể nào tiếp thu được sự thật này, sau đó ở trên vạn tộc thiên tài bảng thẩm tra lên. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm danh tự, ngược lại thấy được một cái hơi có vẻ quen thuộc mấy chữ Kiếm Hồng Trần. Hoang Vô Cương toàn thân kịch liệt run một cái, hắn nhớ mang máng, Tiêu Phàm một cái khác biệt hiệu, chính là Kiếm Hồng Trần A. Kỳ thật, Hoang Vô Cương sớm liền thấy Kiếm Hồng Trần ba chữ này, chỉ là hắn không nguyện ý hướng Tiêu Phàm trên người nghĩ mà thôi, cho rằng đây nhất định là một người khác. Dù sao, hắn đường đường nhân tộc năm đại thánh tử một trong, cũng vẻn vẹn xếp hạng hơn 2.000 mà thôi, Tiêu Phàm lại làm sao có thể vượt qua hắn đây. Bởi vậy, Hoang Vô Cương vẫn cho là, Tiêu Phàm liền vạn tộc thiên tài bảng đều không vào, tự nhiên không đem Tiêu Phàm để vào mắt. Bản thân cũng sinh ra một loại khó mà nói rõ cảm giác ưu việt. Thậm chí để Tiêu Phàm quỳ gối Hoang lãnh chúa trước mặt xin lỗi, đều xem như để mắt Tiêu Phàm. Ha ha, thật lâu, Hoang Vô Cương buồn bã cười một tiếng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, bộ dáng 10 điểm thật đáng buồn cùng thê lương. Loại kia từ đám mây, bị người một cước giẫm xuống lòng đất cảm giác, cũng không phải bình thường khó chịu. Bất quá, Tiêu Phàm bọn họ lại đã sớm đã đi xa. Cùng Hoang Long bộ lạc những người này giao thủ, Tiêu Phàm bọn họ cũng đúng tổ long bí cảnh thực lực có một cái đại khái lý giải. Chí ít, lấy bọn họ một nhóm thực lực, hẳn là không cần quá mức e ngại nơi này thổ dân. Tương phản, bọn họ càng hẳn là lo lắng chính là cùng bọn hắn cùng nhau người tiến vào, tỉ như Long U Vũ bọn họ, mới là đáng sợ nhất. Công tử, tiểu tử, ta cảm nhận được tổ long mạch khí tức. Tiêu Phàm mấy người chính tìm kiếm lấy tổ long mạch. Đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến tử như huyết âm thanh kích động. A, Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, ngay sau đó dựa theo tử như huyết chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về một phương hướng lao đi. Bạch Ma bọn họ không biết vì sao, nhưng bây giờ khôi phục tu vi, bọn họ ngược lại cũng không để ý, chí ít không cần sợ hãi những côn trùng kia cùng dã thú tồn tại. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm mấy người phi nhanh mấy chục vạn dặm, lúc này mới ở đỉnh một ngọn núi dừng lại. Linh khí thật nồng nặc, U Cửu Minh thở sâu, sợ hãi than nói. Không phải thần linh chi khí, là long mạch chi khí. Thanh Long Vân híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết. Ở tại bọn hắn phía trước, một tòa cổ xưa sơn mạch nằm, cổ thuật che trời, xanh tươi tốt, phong lan khắp nơi, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Dãy núi tầm đó, bốc hơi ra từng sợi yên hà, lượn lờ dâng lên. Càng là bị dãy núi này tăng thêm mấy phần linh tú cùng thần bí. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn dường như thấy được có thần long đằng vân trong thời gian đó, thần uy cuồn cuộn. Tổ long mạch chi khí, thật là tổ long mạch chi khí. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, tử như huyết kích động không thôi, nhanh, Tiêu Phàm, thả ta rời đi. Tiêu Phàm cau mày, hơi hơi do dự, mặc dù những ngày qua cùng tử như huyết quan hệ coi như hòa hợp. Nhưng hắn hay là thật kiêng kỵ tử như huyết trả thù. Ngươi yên tâm, ta thề với trời, nếu là sau đó trả thù ngươi, để cho ta trời tru đất diệt, tu vi không được tiến thêm. Tử như huyết tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm lo lắng, vội vàng thề với trời nói. Hai bộ công pháp, còn chưa đủ để đổi lấy một đầu tổ long mạch a. Tiêu Phàm cười cười. Ngươi đây là trả giá. Tử như huyết tức giận nói, ngay sau đó trong nháy mắt một điểm. Lại bắn ra hai đạo quang mang tiến vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể mi tâm, ta chỉ có nhiều như vậy cổ pháp cùng cổ thuật, lại nhiều liền không có. Ta chỉ là nói một chút mà thôi,
không nhường ngươi cho ta cổ pháp cùng cổ thuật. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tử sắc lưu quang bỗng nhiên từ hắn mi tâm bắn ra, sau đó đầu nhập vào phía dưới đại địa. Đám người thấy thế, vẻ mặt kinh dị, ngược lại là Bạch Ma bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, tiểu tử, vừa mới đó là một cái tự cho là đúng lão gia hỏa mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Mặc dù hắn cũng muốn chiếm lấy tổ long mạch chi linh, đáng tiếc hắn căn bản liền bắt không đến tổ long mạch, muốn có được không khác nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, coi như chiếm được, hắn cũng căn bản không luyện hóa được, tối đa cũng liền hấp thu luyện hóa một chút tổ long chi khí mà thôi. Đây cũng là hắn như thế thoải mái đáp ứng Tử Như Huyết cùng Ma Long Tử nguyên nhân, dùng một kiện đối với hắn không có quá nhiều dùng đồ vật, đổi lấy một chút thực chất tính chỗ tốt, càng thêm thực sự. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm không nghĩ trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này, bất quá hắn xác thực nhìn ra, đạo kia tử quang chính là một cái cường đại linh hồn. Chúng ta là đi hay là chờ? Bạch Ma cau mày, nhìn chăm chú phía trước sơn mạch nói. Chúng ta mấy cái mặc dù không chiếm được tổ long mạch, nhưng U Ma cùng Thanh Long Vân lại có thể. Tiêu Phàm mỉm cười. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn chăm chú phía trước mờ mịt lượn quanh núi. Ngay cả Bạch Ma cũng vô pháp bình tĩnh, nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta, tổ long mạch ngay ở chỗ này à. Tổ long mạch, đám người tiến vào tổ long bí cảnh, không phải là vì tổ long mạch sao? Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tổ long mạch lại ở trước mắt, cái này khiến bọn họ không thể tin được. Bất quá, đám người lại là không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm tất nhiên nói tổ long mạch ngay ở chỗ này, vậy khẳng định không có nói láo, lúc này sơn mạch bên trong, nhất định thực ẩn chứa tổ long mạch. Trong lúc nhất thời, U Ma cùng Thanh Long Vân hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Hai người vẻ mặt kính sợ cùng cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu là đổi lại mặt khác chủ tử, là tuyệt đối không có khả năng đem vật trọng yếu như vậy giao cho người làm, dù là chính hắn không thể dùng đến. Nhưng Tiêu Phàm, lại trước tiên vì bọn họ cân nhắc. Dù là bây giờ không có lấy được, trong lòng bọn họ cũng có chút kích động, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Công tử, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới tổ long mạch? Trầm mặc ít nói U Ma đều có chút kích động, ta cũng không rõ ràng. Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú U Ma cùng Thanh Long Vân nói, hai người các ngươi thân làm long tộc huyết mạch so với chúng ta thuần túy, cẩn thận cảm ứng long mạch chi khí, nơi nào long mạch chi khí nồng đậm. Nơi đó hẳn là tổ long mạch vị trí. Tiêu Phàm ngược lại là muốn hỏi thăm Tử Như Huyết như thế nào tìm được tổ long mạch, đáng tiếc, Tử Như Huyết linh hồn một đầu chồng vào cái kia núi sông bên trong, liền lại cũng không cảm ứng được. U Ma cùng Thanh Long Vân ánh mắt hơi hơi sáng lên, hai người nhắm mắt cẩn thận cảm ứng bốn phía long mạch chi khí, quả nhiên như Tiêu Phàm nói tới, bốn phía long mạch chi khí rõ ràng khác biệt. Chỉ là muốn phân rõ trong đó kinh ngạc. Vẫn còn cần không ít thời gian. Ba ngày sau, Tiêu Phàm mấy người xâm nhập mấy ngàn dặm, bốn phía hòa hợp sương mù, bọn họ đều là một trận kinh hãi. Nơi này long mạch chi khí, đừng nói long tộc tu sĩ, chính là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử bọn họ những cái này không có bất kỳ cái gì long tộc huyết mạch người, đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Ở trong này tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới tu luyện một năm a, bất quá, nơi này làm sao cảm giác có chút âm lãnh đây. Bạch Ma tán thán nói. Đám người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ngay sau đó chuẩn bị khoanh chân đi ở tại chỗ tu luyện, bọn họ có thể tìm được nơi này, đã coi như là cực hạn. Thật muốn tìm tới tổ long mạch, bằng bọn hắn thực lực còn chưa đủ, dù sao, tổ long mạch thế nhưng là thân hóa vạn vật, hơn nữa hòa vào lòng đất, đại đế cảnh căn bản là không có cách tìm tới. Coi như tìm được, muốn khóa lại tổ long mạch, cũng là không thể nào. Hô hô. Nhưng mà, không đợi mấy người ngồi xuống, từng đạo tiếng xé gió vang lên, một cỗ cảm giác băng hàn trong nháy mắt bao phủ đám người, khí tức tử vong tại hư không tràn ngập. Giờ phút này, muốn lui đều đã không kịp, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới lui, mà là cầm trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng vũ động lên. Hắn múa kiếm tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, xa xa nhìn tới, một đạo kiếm kết giới bao phủ Tiêu Phàm bọn họ. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới, tất cả đều bị kiếm kết giới cho bắn ngược mà quay về. Bạch Ma bọn họ sớm đã giật mình tỉnh lại,
con người băng lãnh hướng về bốn phía, sát khí lặng yên nở rộ. Bọn họ rất muốn biết rõ, đến cùng cái nào không có mắt, lại dám lại đến tìm bọn họ để gây sự. Lúc này, cái nào lưu quang rốt cục cũng ngừng lại, Tiêu Phàm lăng không mà đứng, vô số kiếm khí từ trên người hắn dập dờn mà ra, phương viên phạm vi mấy chục dặm nồng vụ đều biến mất hết. Ở chung quanh bọn họ, cắm đầy vô số mũi tên, lít nha lít nhít, mũi tên phía trên còn tràn ngập từng tia sương mù màu đen. Tử khí, U Ma rút ra một căn mũi tên, chỉ thấy cái kia mũi tên đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, tiêu tán trên không trung. Cái kia mũi tên, dĩ nhiên là tử khí biến thành. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, bậc này long khí lượn quanh địa phương, hẳn là dương khí sung túc a, tại sao có thể có tử khí tiến vào nơi này? Khó trách Bạch Ma trước đó nói nơi này cảm giác có chút âm lãnh, hiện tại xem ra, nơi này lại là không chỉ là tổ long mạch đơn giản như vậy. Có một loại long mạch, không có chút nào dương khí. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Chí âm long mạch, U Ma trước tiên nghĩ tới một cái từ, ngay sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, nếu như là chí âm long mạch mà nói, nơi này không nên dương khí như thế hừng hực a. Nếu như cái kia chí âm chi khí, bị người phong ấn đây. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngay sau đó bỗng trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn ra, giống như lợi kiếm một dạng xuyên qua chân trời. Bình thường mà nói, lợi kiếm hẳn là xuyên việt khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là, lợi kiếm vẻn vẹn bắn ra hơn 10 trượng xa, liền bị một cỗ lực lượng cho bắn ngược. Hư không lại là nhộn nhạo từng đạo sóng nước một dạng đường vân, hướng về bốn phía khuếch tán, ngay sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trận pháp, Bạch Ma hơi hơi kinh ngạc, phải biết, hắn tốt xấu cũng coi là trận pháp đại sư a, nhưng hắn vừa rồi vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì trận văn tồn tại. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng là như thế, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về cái kia trận pháp gợn sóng phía sau, vừa rồi những cái kia tử khí mũi tên, cũng là từ chỗ đó bắn tới. Lời này vừa nói ra, Bạch Ma bọn họ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả đều đằng đằng sát khí, đối phương nghĩ đưa bọn họ vào chỗ chết, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Đột nhiên, phía trước hư không đột nhiên lần nữa nổi lên một chút gợn sóng, chỉ thấy từng đạo bóng đen từ trong hư vô đi ra, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Tiêu Phàm đám người nhìn xem những hắc ảnh kia, không khỏi nhíu mày, bởi vì, bọn họ cũng không phải là người. Mà là một chút khô lâu cùng hư ảnh, một cỗ khí thức âm lãnh trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cũng là một chút vật chết, Cung Tử Long kinh ngạc nói, nhưng những này vật chết, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Không phải vật chết, bọn họ là âm linh tộc, Ngọc Kỳ Tử thần sắc cực kỳ không bình tĩnh, hít sâu một cái nói. Âm linh tộc, mọi người đã đoán được những cái này vật chết lai lịch, nhưng chân chính nghe được mấy chữ này, vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Âm linh tộc thế nhưng là thái cổ thần giới trong vạn tộc xếp hàng thứ hai chủng tộc, bọn hắn thực lực mạnh, số lượng nhiều, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Như vậy khác vây quanh bọn họ những cái này âm linh, đều nhiều hơn đạt hơn vạn, nhiều nhất đều là thần vương cảnh khí tức. Bọn họ rất nhiều cầm trong tay cung tiễn hướng ngay Tiêu Phàm bọn họ, tùy thời làm xong bính sát chuẩn bị. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ chính là bọn họ, muốn thừa dịp Tiêu Phàm bọn họ không chú ý. Đem bọn hắn bắn giết ở trận pháp bên ngoài, kể từ đó, liền sẽ không tiếp tục đi lên phía trước phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Các ngươi không nên tới nơi này, lăn ra nơi này, tha các ngươi một mạng. Nơi xa, cả người khoác cổ lão áo giáp, cầm trong tay chiến mâu cưỡi tại một đầu trên chiến mã nam tử lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm bọn họ. Thần thi, Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem cái kia chiến mâu nam tử, đối phương khí tức trên thân cùng cái kia ma cương hoàn toàn khác biệt. Hắn vận chuyển đồng thuật, có thể thấy rõ ràng trên người đối phương khí số, cái này đủ để chứng minh những người này, là chân chính thái cổ thần giới sinh linh. Chỉ bất quá, ứng phó thần thi, Tiêu Phàm thế nhưng là không sợ hãi chút nào. Nói câu khó nghe, hắn Tiêu Phàm có thể nói là thần thi khắc tinh, chỉ là hắn không biết ứng phó âm linh tộc có thể hay không cũng đồng dạng dễ dùng. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia đừng trách ta không khách khí. Chiến mâu nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không nói, sự kiên nhẫn của hắn trong nháy mắt biến mất, sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.